Y võ song toàn, Tần Lâm, bản dịch. Tập 3. Vãn Nhi à, em đừng căng thẳng nữa, tôi biết, đây là chiêu nạt mềm buộc chặt của phụ nữ các em đúng không? Đến đây để sư phụ thương em nào. Diệp Vãn Nhi bị dọa sợ, cô ấy không thể ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt, Lưu Minh Đức lại dám làm chuyện bỉ ổi như vậy. Ông đừng qua đây, ông mà còn qua đây tôi sẽ hét lên đấy. Lưu Đức Minh cười cười, chỗ của tôi là phòng khám bệnh có tiếng hét không phải là chuyện bình thường sao? Không sao, em cứ hét đi, em càng như vậy tôi lại càng hưng phấn, ha ha ha. Lưu Đức Minh cười lớn hai tiếng rồi xông lên. Đây là Đông Y quán, bên cạnh Diệp Vãn Nhi còn không có lấy một cây kéo. Cứu với! Diệp Vãn Nhi vừa hét lên một câu vừa ra sức lùi về sau trốn tránh. Nhưng sau mấy giây lại phát hiện Lưu Đức Minh không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên động tác cởi cúc quần áo, nhưng ánh mắt đờ đẫn, không thể động đậy. Bác sĩ Lưu! Xảy ra chuyện kỳ lạ như thế này ngay trước mắt khiến cô ấy thật sự sợ hãi. Mấy giây sau, có một chàng trai bước ra từ sau lưng Lưu Minh Đức. Chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, vóc người cao lớn, nhìn có chút quen mắt. Em Vãn Nhi, đã lâu rồi không gặp. Nhìn thấy đôi mắt sâu của chàng trai, Diệp Vãn Nhi há to miệng, mãi mới hoàn hồn lại. Tần.ans là anh Tiểu Lâm. 10 năm không gặp, nếu không phải Tần Lâm mở miệng trước, cô ấy chắc chắn không dám nhận. Diệp Vãn Nhi và cô bé năm đó đã thay đổi rất nhiều, từ tiểu mỹ nữ bây giờ đã trở thành đại mỹ nữ rồi. Anh Tiểu Lâm, anh thật sự là anh Tiểu Lâm. Diệp Vãn Nhi bước lên, kích động đến nỗi không biết phải làm gì, chân tay loạn xạ. Anh Tiểu Lâm sao anh tìm được đến đây? Tần Lâm xoa xoa đầu của Diệp Vãn Nhi. May mà anh đến kịp, sau này đừng làm việc ở đây nữa. Diệp Vãn Nhi bĩu môi, không vừa lòng với hành động làm rối tóc của anh, cô ấy có còn là trẻ con đâu. Cô ấy nghiêng đầu liền nhìn thấy bác sĩ Lưu đứng ở đó đờ người ra không nhúc nhích. Phát hiện ra trên gáy hắn ta đang cắm một cây kim bạc. Cây kim bạc này cắm ngay sau gáy, rất nổi bật. Diệp Vãn Nhi làm việc ở Đông Y quán cũng được một thời gian rồi, tên Lưu Đức Minh kia mặc dù tâm thuật bất chính nhưng vì muốn làm quen với Diệp Vãn Nhi nên cũng dạy cô ấy không ít, cô ấy cũng có thể nhìn ra một số môn đạo. Kim bạc đả huyệt. Nếu châm cứu đúng lúc đúng chỗ, đâm vào huyệt vị trên cơ thể, khống chế lực và tốc độ chuẩn thì có thể khiến cơ thể bị tê liệt, chân tay không thể cử động được, điểm huyệt trong mấy bộ phim cũng không phải là không có căn cứ. Nhưng kỹ thuật cao thâm như vậy, ngay cả Lưu Minh Đức cũng không biết, sao Tần Lâm lại biết được. Tần Lâm đưa tay ra rút cây kim bạc. Cơ thể Lưu Minh Đức liền mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất như chó đang ăn phân, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Cậu là ai? Tần Lâm rút kim bạc ra nhưng còn chưa thu về. Tôi là ai, ông không có tư cách biết. Nhìn thấy Tần Lâm giống như vẫn muốn ra tay, Diệp Vãn Nhi liền bắt lấy cánh tay của anh, khẽ nói. Thôi bỏ đi, hắn cũng chưa làm gì em. Diệp Vãn Nhi cuối cùng vẫn là người lương thiện, mặc dù Lưu Minh Đức chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng cũng trả cô ấy mấy tháng lương. Nếu không với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, rất ít y quán có thể nhận cô ấy vào làm việc. Đúng lúc này, vài người đàn ông áo đen đột nhiên đạp cửa lớn xông vào, vô cùng thô lỗ. Lưu Minh Đức đâu, cút ra đây cho tao. Dám chữa dởm cho đại ca của tao, tao thấy mày không muốn sống rồi. Mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ, ai nhìn trông cũng hung ác, không hiền lành gì. Lưu Minh Đức nằm trên mặt đất, vừa nhìn thấy mấy người này liền biết sắp xảy ra chuyện. Vội vàng giơ tay chỉ về phía Diệp Vãn Nhi, nói. Không phải tôi, là cô ta đã lấy thuốc cho đại ca của các anh. Là cô ta đã hại đại ca của các anh. Mấy người đàn ông kia chau mày nhìn Diệp Vãn Nhi một cái rồi nói. Tất cả mấy người không ai chạy được đâu, đưa đi hết cho tao. Lang băm hại người. Nếu chuyện này không liên quan đến Diệp Vãn Nhi, Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm, trên đời này lang băm nhiều như vậy, anh cũng chẳng quan tâm hết được. Nhưng muốn đưa Diệp Vãn Nhi đi không dễ dàng như vậy đâu. Một người đàn ông bước tới muốn bắt lấy cánh tay của Diệp Vãn Nhi. Tần Lâm đưa tay ra, giữ tay lấy vai của anh ta. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có làm loạn. Cảm nhận được sức lực trên tay của Tần Lâm,
Người đàn ông kia lập tức sững sờ, trong nháy mắt, trán toát mồ hôi hột. Anh ta cảm nhận được Tần Lâm đang bóp lấy vai của mình, mấy ngón tay giống như bóp vào kẽ xương vậy, chỉ cần anh thoáng dùng sức, cánh tay này sẽ bị tàn phế. Quanh năm chém giết trên giang hồ, anh ta đã cảm nhận được, người đàn ông trước mắt không đơn giản. Anh, .ans đang làm gì? Sếp của tôi bị y quán của các người chữa đến mức tàn phế, các người còn muốn lấp liếm sao? Diệp Vãn Nhi vừa nghe xong liền cau mày. Người mà các anh nói có phải là ông Đoàn Bảo Đông không? Không sai, lần trước anh Đông chữa bệnh ở đây, lúc về liền không dậy nổi, mấy người đừng hòng gạt bỏ trách nhiệm. Sắc mặt Diệp Vãn Nhi trở nên nghiêm trọng, lần trước khi ông Đoàn đến, chính tay tôi bốc thuốc, tôi đã bốc theo đơn thuốc, ông Đoàn vẫn luôn uống loại thuốc này, đáng nhẽ phải không xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Minh Đức vừa nghe xong vội vàng nhân cơ hội phủi bỏ trách nhiệm. Nghe rõ chưa, chính là cô ta bốc thuốc, thế nên anh Đông của các người mới xảy ra chuyện, tất cả đều là trách nhiệm của cô ta, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Người đàn ông mặc đồ đen mặc dù bị Tần Lâm nắm lấy vai, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, hừ, nếu anh Đông xảy ra chuyện gì, các người ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tần Lâm đã hiểu mọi chuyện. Đám người này hình như không cố ý đến gây sự, người bệnh có vẻ thực sự đã xảy ra chuyện. Vãn Nhi, thuốc này có đúng là em bốc không? Anh Tiểu Lâm, đúng là em bốc theo đơn thuốc, chắc chắn không có chuyện xảy ra sai sót. Diệp Vãn Nhi không hiểu nhiều về kiến thức y khoa, đơn thuốc này cô ấy cũng chỉ hiểu vài phần, vậy nên khi bốc thuốc, việc đo lường hoàn toàn tuân theo đơn thuốc để bốc, không dám có bất kỳ sai sót gì. Tần Lâm buông tay ra, nhìn người đàn ông mặc đồ đen. Nếu đã vậy, thì đưa tôi đến đấy xem sao. Người đàn ông mặc đồ đen cố gắng cử động bả vai đã mất đi cảm giác, ánh mắt nhìn Tần Lâm có chút kính nể, anh ta hừ lạnh một tiếng. Các người tốt nhất phải chữa khỏi cho đại ca của tôi. Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi đi ra khỏi phòng khám, lên xe của bọn họ, mấy người đàn ông cũng lôi Lưu Minh Đức theo. Bọn họ lái chiếc xe van đến khu biệt thự phía tây ngoại ô thành phố. Đến một căn nhà vô cùng sang trọng. Giá nhà ở đây rất đắt, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được, có thể sống ở đây, chắn chắc không phải giàu thì cũng sang. Có vẻ như, anh Đông, trong truyền thuyết cũng không phải người bình thường. Đi vào căn nhà sang trọng, bên trong có rất nhiều người ngồi ở đây, có người mặc trường sam, cũng có người mặc áo blue, có vẻ như bác sĩ đông y hay tây y đều có mặt ở đây. Đoàn Bảo Đông là người có thân phận không tầm thường. Bị cơn đau đầu quấy nhiễu nhiều năm liền, tìm bác sĩ ở khắp nơi nhưng vẫn không chữa khỏi. Đến chỗ Lưu Minh Đức, uống thuốc theo đơn của hắn ta thì mới có thể áp chế được cơn đau đầu, vậy nên thường xuyên đến đây bốc thuốc. Ai biết được, hôm qua, bệnh đau đầu của Đoàn Bảo Đông đột nhiên trở nặng, đau đến mức lăn lộn dưới đất, bệnh viện nào cũng bó tay hết cách. Đau đến mức xé ruột xé gan, đến mức khó mà nhịn nổi, Đoàn Bảo Đông nổi điên lên, bắt đầu ra tay đánh người. Vậy nên ông ta không thể nằm viện, chỉ có thể về nhà mời bác sĩ đến khám. Mấy bác sĩ đứng ở đây đều bó tay chịu trói, một ông lão mặc trường sam để râu dê ngồi bên cạnh Đoàn Bảo Đông đang vuốt râu bắt mạch. Ninh Thần Y, bệnh của đại ca không sao chứ? Ninh Thần Y gật gù đắc ý nhưng vẫn nhắm mắt. Can hỏa vượng, thận âm hư, cần cố bổn bổ khí, tôi sẽ kê đơn thuốc, có điều tình trạng này của người bệnh rất khó có thể uống thuốc. Chỗ tôi có một ít thuốc viên do tôi tự điều chế, chỉ có điều giá cả hơi cao. Đàn em của Đoàn Bảo Đông vội vã nói, Ninh Thần Y không cần lo, tiền nong không thành vấn đề. Ninh Thần Y gật đầu, buông mạch ra, rút ra một cái hồ lô, bên trong để mấy đan dược. Đan dược này của tôi được nấu từ những vị thuốc như độc hoạt, dễ chuối tiêu, thảo ô đầu, nặn thành đan dược, cho vào miệng liền tan luôn, rất hợp chứng bệnh này của ông Đoàn. Đan dược trong hồ lô đáng nhẽ không được bán, có điều dựa vào tình hình của ông Đoàn, tạm thời thu của các anh giá gốc, 2 triệu. Xì, mọi người đều hít một hơi lạnh. Mấy viên đan dược mà có giá tận 2 triệu. Không hổ là Ninh Thần Y, ra tay liền lấy giá cao đến vậy, nếu là người khác dám hét giá như vậy nhất định sẽ bị người khác cho là lừa đảo. Tần Lâm nghe xong, cười nhạo một tiếng. Tiếng cười không to. Nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Tiếng cười nhạo này vang lên quá bất ngờ, tràn đầy sự chế giễu. Ninh Thần Y cau mày, nhìn Tần Lâm,
lạnh lùng nói. Lúc nãy cậu cười là có ý gì? Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Qua giọng điệu của Ninh Thần Y thì ông ta hiển nhiên nổi giận rồi. Chen mồm mà không biết nhìn thời điểm, Ninh Thần Y vừa nói xong, liền nói ra mấy câu chế giễu, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nếu như là bọn họ, bây giờ có giờ xin lỗi cũng đã muộn rồi, dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi nên nếu tâm trạng thoải mái, Ninh Thần Y có lẽ cũng chẳng tính toán nhiều. Nhưng một khi Ninh Thần Y đã để ý, thì một tên nhóc con 20 tuổi chưa chắc có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của ông ta. Mọi ánh mắt đều tập trung về anh, Tần Lâm khinh thường liếc nhìn Ninh Thần Y, rồi nói. Tôi cười là vì ông ngu đấy. Soạt. Chỉ với một câu nói của Tần Lâm, nơi đây lập tức yên lặng, thời gian dường như bị ngưng đọng. Tất cả mọi người đều há miệng, trợn to mắt, không tin nổi mà nhìn Tần Lâm. Anh điên rồi. Người đó là Ninh Thần Y đấy. Ninh Xuân Thu là phó chủ tịch Hiệp hội Y học cổ truyền thành phố Đông Hải, bác sĩ đông y hàng đầu của thành phố và là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc. Nhân vật thế này, đừng nói đến y thuật, chỉ riêng mối quan hệ xã hội của ông ta thôi đã là thứ mà người trẻ tuổi như Tần Lâm không thể sánh nổi. Cho dù là tam đại gia tộc thì vẫn phải tiếp đãi long trọng Ninh Xuân Thu, dù sao ông ta cũng là người có tài cứu người, ai mà chẳng có lúc sinh bệnh. Kiểu người như thế này không chỉ có địa vị rất cao trong giới y học, mà cũng có quyền uy trên các phương diện khác. Tần Lâm trông có vẻ mới 20 tuổi mà dám nói năng ngông cuồng đến vậy, chẳng nhẽ không cần tiền đồ phía trước sao? Sắc mặt Ninh Xuân Thu lập tức trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng. Tên nhãi con này từ đâu chui ra mà dám đứng trước mặt tôi nói nhăng nói cuội? Tôi chữa bệnh còn cần cậu đến đây hoa chân múa tay sao? Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, chữa bệnh, tôi thấy ông đang hại người thì có. Độc hoạt, dễ chuối tiêu, thảo ô đầu, đúng là có thể trừ hỏa bổ thận, tuy nhiên chưa cần nhắc đến việc giá tiền của mấy viên thuốc rác rưởi của ông vô cùng rẻ. Chỉ riêng việc ông bắt mạch đã bắt sai rồi. Miệng người bệnh trắng bệch, rõ ràng là hư hỏa, can hư hỏa, thanh khí giảm. Ông vừa bổ lại vừa tiêu, càng bổ thì bệnh tình của người bệnh càng nặng. Ông tự coi mình là thần y. Vậy mà đến việc này ông cũng không nhìn ra được. Tôi nói ông ngu là còn nhẹ đấy. Theo như tôi thấy, ông chính là một tên rác rưởi. Rác, rưởi. Lời của Tần Lâm khiến cả căn phòng vốn đang rất yên tĩnh lại càng yên tĩnh thêm vài phần. Dám mắng Ninh Thần Y là rác rưởi. Tên nhãi này là người đầu tiên dám làm thế. Ninh Thần Y là thần y có tiếng tăm lừng lẫy, thành tựu y học đạt tới đỉnh cao, không ai không bội phục. Tên nhãi này dám chỉ trích y thuật của Ninh Thần Y, rõ ràng là nói có căn cứ hẳn hoi, chẳng nhẽ Ninh Thần Y thật sự sai rồi sao? Sắc sược! Ninh Xuân Thu lập tức giận dữ, ông ta đứng dậy chỉ vào mặt Tần Lâm mà nói. Thằng nhãi con nói vớ nói vẩn, cậu mới khám bệnh được mấy năm, khám cho bao nhiêu bệnh nhân rồi. Mà dám đứng ở chỗ tôi hoa chân múa tay. Ông Long, phiền ông ném tên này ra ngoài. Cậu ta ở đây ảnh hưởng đến tâm trạng khám bệnh của tôi. Ông Long là tay sai đắc lực của Đoàn Bảo Đông, vẫn luôn đứng đó hầu hạ, đám người Ninh Xuân Thu cũng là do ông ta mời đến. Mặc dù lời Tần Lâm nói rõ ràng mạch lạc, nhưng ông ta vẫn tin tưởng quyền uy, dù sao danh tiếng của Ninh Xuân Thu không phải là thứ mà bác sĩ bình thường có thể so sánh được. Do dự một lúc, ông Long đứng dậy, đang định nói. Đoàn Bảo Đông đang nằm trên giường bệnh chợt co giật. Cả người như phát điên, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu. Anh Đông! Ông ta dường như không nghe thấy tiếng hô hoán của đám đàn em, Đoàn Bảo Đông cứ như bị điên vậy, xông đến túm người, tóm lấy cổ của Ninh Xuân Thu, hung hãn tóm lấy ông ta. Cứu mạng, cứu tôi, mau cút ra! Ninh Xuân Thu sợ hết hồn, bị Đoàn Bảo Đông bóp cổ, hai tay tóm lấy cánh tay của ông ta, chân liên tục đạp muốn đá ông ta ra. Nhưng Ninh Xuân Thu nhiều tuổi như vậy, sao có thể là đối thủ của Đoàn Bảo Đông đang tuổi tráng niên, thân thể cường tráng được. Bị đá hai phát, Đoàn Bảo Đông tức giận, tung quyền đấm thẳng vào mặt Ninh Xuân Thu, lập tức ném ông ta lên mặt đất. Sau đó, Đoàn Bảo Đông xoay đầu, xông về phía Diệp Vãn Nhi. Diệp Vãn Nhi sợ hết hồn, nắm lấy cánh tay của Tần Lâm theo bản năng, rồi kêu thất thanh. Tần Lâm tiến lên phía trước. Duỗi tay vỗ nhẹ lên ngực Đoàn Bảo Đông. Động tác nhẹ nhàng,
hơn nữa lại cực nhanh. Thần kỳ là chỉ với một cái vỗ nhẹ, Đoàn Bảo Đông lập tức ngoan ngoãn. Sau đó Tần Lâm đẩy nhẹ một cái. Đoàn Bảo Đông ngã về sau, nằm trên giường, đôi mắt ông ta đỏ tươi, biểu cảm quằn quại, dường như rất đau khổ. Hai ngón tay của Tần Lâm chỉ vào cổ họng của ông ta, cánh tay vung lên rạch một đường từ phần ngực đến bụng dưới, dùng lực ấn một mạnh một cái. A! À, Đoàn Bảo Đông cong người lại, đầu ngẩng lên, dường như ông ta rất đau đớn, bức bối đến mức mặt đỏ gay, gân xanh phần trán nổi hết lên. Sau đó Tần Lâm dùng tay đẩy một cái, lòng bàn tay áp vào trán của Đoàn Bảo Đông. Người bệnh lại nằm trên giường. Phù! Giống như nín thở mấy phút liền mãi mới nhả ra được. Đoàn Bảo Đông nhắm mắt, hơi thở trở nên ổn định, cả người lịm đi, chìm vào trong giấc ngủ như lúc trước. Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt. Đây là chiêu thức gì vậy? Chẳng lẽ là hồi xuân thủ sao? Hồi xuân thủ là một trong những thủ thuật xoa bóp. Xoa bóp là phương thức chữa bệnh độc đáo của Đông y, hiện nay được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực massage cơ bắp. Nhưng trên thực tế kỹ thuật xoa bóp đỉnh cao đã bị thất truyền rồi. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể xoa bóp, phải cần đến bác sĩ có trình độ nhất định mới làm được. Dần dần xoa bóp cũng không được mọi người coi trọng. Theo ghi chép của sách cổ, năm đó thần y Biển Thước có thể sử dụng hồi xuân thủ để giúp người bệnh trở về từ quỷ môn quan. Có điều theo sự ghi chép trong sách, kỹ thuật hồi xuân thủ tiêu hao rất nhiều sức lực của cơ thể, cho dù là thần y như Biển Thước cũng ít khi sử dụng. Bây giờ bọn họ lại có thể chứng kiến hồi xuân thủ chính cống, mặc dù hơi khác so với những gì sử sách ghi chép nhưng chắc sẽ không nhầm được. Ngoài hồi xuân thủ, còn có chiêu thức gì có thể dễ dàng khiến người bệnh đang lên cơn lập tức trở nên bình tĩnh như thế chứ? Điều khủng khiếp hơn đó là, một loạt động tác của Tần Lâm rất lưu loát, trông rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không mất chút sức lực nào, vô cùng dễ dàng. Chàng trai trẻ này, rốt cuộc là ai? Ông Long không dám cử động, chiêu thức của Tần Lâm thực sự vô cùng cao siêu, khiến người khác phải kinh ngạc. Lúc nãy mọi người đều nhìn thấy hành vi đáng khinh bỉ của Ninh Thần Y đối với người bệnh, có sự đối lập rõ rệt với sự bình tĩnh của Tần Lâm. Cao thấp rõ ràng. Cho dù Ninh Thần Y có nổi tiếng thì lúc này ông Long cũng tuyệt đối tin tưởng Tần Lâm. Tiểu Thần Y, anh Đông không sao chứ? Tần Lâm ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa bắt mạch vừa nói. Vào tay tôi đương nhiên sẽ không sao. Có điều, trông người này rất ngứa mắt, phiền ông ném ông ta ra ngoài, ông ta có mặt ở đây sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng khám bệnh của tôi. Câu nói này chính là những gì trước đó Ninh Xuân Thu nói, thậm chí ông Long còn chuẩn bị ném Tần Lâm ra ngoài. Bây giờ chỉ sau nửa phút, tình hình đã thay đổi một cách ngoạn mục. Ông Long nghiêm mặt, quát lên. Người đâu, ném tên lang băm này ra ngoài cho tôi. Mấy người áo đen xách Ninh Xuân Thu như xách con gà con vậy. Làm cái gì vậy, các người làm cái gì vậy? Dám làm thế này với tôi là thần y các người mời đến đấy. Ninh Xuân Thu cùng với cái hồ lô của ông ta đều bị ném ra ngoài, đường đường là thần y, giờ lại bị ném ra ngoài. Bây giờ, tất cả bác sĩ có mặt ở đó đều nhìn Tần Lâm với ánh mắt kính nể. Trước đó khi Tần Lâm nói Ninh Xuân Thu là lang băm, cho dù nói rõ ràng có căn cứ nhưng mọi người cũng chưa chắc đã tin. Dù sao thì một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, xét về y thuật đông y sao có thể so sánh được với thần y Ninh Xuân Thu chứ? Nhưng thủ thuật hồi xuân thủ mà Tần Lâm vừa sử dụng đã chinh phục tất cả mọi người. Cho dù có biết đông y hay không thì đều nhận ra Tần Lâm chắc chắn lợi hại hơn tên Ninh Thần Y đó rất nhiều, ông ta bất lực trước sự lên cơn của người bệnh. Không những lớn tiếng kêu cứu mà thậm chí còn đánh người bệnh. Bác sĩ như thế xứng với hai chữ thần y sao? Tần Lâm ngồi bên giường bệnh, bắt mạch cho Đoàn Bảo Đông. Vài phút sau anh bỏ tay ra rồi hỏi. Ăn uống của người bệnh có chút vấn đề, uống rượu quanh năm đúng không? Ông Long đáp, không sai, anh Đông thích uống rượu, chốc chốc lại uống, có điều tửu lượng của anh Đông rất tốt, uống bao nhiêu cũng không say. Tần Lâm lắc đầu. Không phải như vậy, chỉ là đô bệnh nhân bị nóng gan quá mức nên mới có khả năng chống lại mùi rượu. Nhìn thì có vẻ như uống nghìn chén không say, nhưng trên thực tế đều đang vượt quá chức năng cơ thể của ông ấy. Bây giờ bệnh ngày càng tiến triển xấu, chức năng của gan có thể hồi phục lại trạng thái bình thường,
tôi phải xả hết hơi rượu trước đây ra mới giúp ông ấy có được trạng thái như bây giờ. Sau đó Tần Lâm chỉ vào Lưu Minh Đức ở phía sau rồi nói. Đưa tôi xem đơn thuốc mà ông ta kê. Ông Long vội gật đầu, lấy ra một tờ giấy từ ngăn kéo đưa cho Tần Lâm. Lướt nhìn qua một lượt, Tần Lâm lắc đầu. Đơn thuốc này giống hệt với phế vật của tên tự xưng là thần y kia, một mực nói là bồi bổ nhưng chỉ khiến bệnh tình của người bệnh trở nên nghiêm trọng chứ không có lợi. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Tần Lâm quay đầu nhìn Diệp Vãn Nhi. Em Vãn Nhi, người bệnh xảy ra chuyện không phải là lỗi của em, mà do chính đơn thuốc này có vấn đề. Diệp Vãn Nhi thở phào, nhìn thấy Đoàn Bảo Đông như vậy, ít nhiều gì cô ấy cũng thấy tự trách mình, Tần Lâm nói như thế trong lòng cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù Tần Lâm còn trẻ tuổi, nhưng ngồi ở đó rất có phong thái của một vị đại sư. Phong thái của Ninh Xuân Thu dựa vào tạo hình, trang phục, tuổi tác cùng với tiếng tăm mới có thể đem lại cảm giác của một vị đại sư cho mọi người. Còn Tần Lâm chỉ mặc bộ quần áo bình thường, không có bất cứ tạo hình gì liên quan đến Đông Y. Nhưng lúc này anh ngồi ở đó lại đem đến cho mọi người cảm giác của một bậc thầy y học. Đây mới là cao nhân nói chuyện dựa vào thực lực thực sự. Thần y, xin hỏi chữa trị cho anh Đông như thế nào? Tần Lâm đáp, chữa trị không khó, bảo bọn họ đi hết đi. Ông Long đứng dậy, nói với các bác sĩ khác. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới, có điều có vị tiểu thần y này ở đây rồi nên không cần đến sự giúp đỡ của mọi người nữa, mời các vị rời đi. Yên tâm, chi phí điều trị tôi sẽ trả đầy đủ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của mọi người. Các vị bác sĩ có chút không bằng lòng, bọn họ muốn xem Tần Lâm chữa trị thế nào, kết quả người ta đã hạ lệnh đuổi khách, rõ ràng là không muốn bọn họ học y thuật. Đúng là đáng tiếc thật. Sau khi mọi người rời đi, Tần Lâm cởi áo của Đoàn Bảo Đông. Đưa ít rượu đến đây. Trước đó khi Tần Lâm nói Ninh Xuân Thu là lang băm, cho dù nói rõ ràng có căn cứ nhưng mọi người cũng chưa chắc đã tin. Dù sao thì một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, xét về y thuật Đông y sao có thể so sánh được với thần y Ninh Xuân Thu chứ? Nhưng thủ thuật hồi xuân thủ mà Tần Lâm vừa sử dụng đã chinh phục tất cả mọi người. Cho dù có biết Đông y hay không thì đều nhận ra Tần Lâm chắc chắn lợi hại hơn tên Ninh thần y đó rất nhiều, ông ta bất lực trước sự lên cơn của người bệnh, không những lớn tiếng kêu cứu mà thậm chí còn đánh người bệnh. Bác sĩ như thế xứng với hai chữ thần y sao? Tần Lâm ngồi bên giường bệnh, bắt mạch cho Đoạn Đông Bảo. Vài phút sau anh bỏ tay ra rồi hỏi. Ăn uống của người bệnh có chút vấn đề, uống rượu quanh năm đúng không? Ông Long đáp, không sai, anh Đông thích uống rượu, chốc chốc lại uống, có điều tửu lượng của anh Đông rất tốt, uống bao nhiêu cũng không say. Tần Lâm lắc đầu, không phải như vậy. Chỉ là đô bệnh nhân bị nóng gan quá mức nên mới có khả năng chống lại mùi rượu. Nhìn thì có vẻ như uống nghìn chén không say, nhưng trên thực tế đều đang vượt quá chức năng cơ thể của ông ấy. Bây giờ bệnh ngày càng tiến triển xấu, chức năng của gan có thể hồi phục lại trạng thái bình thường, tôi phải xả hết hơi rượu trước đây ra mới giúp ông ấy có được trạng thái như bây giờ. Sau đó Tần Lâm chỉ vào Lưu Minh Đức ở phía sau rồi nói. Đưa tôi xem đơn thuốc mà ông ta kê. Ông Long vội gật đầu, lấy ra một tờ giấy từ ngăn kéo đưa cho Tần Lâm. Lướt nhìn qua một lượt, Tần Lâm lắc đầu. Đơn thuốc này giống hệt với phế vật của tên tự xưng là thần y kia, một mực nói là bồi bổ nhưng chỉ khiến bệnh tình của người bệnh trở nên nghiêm trọng chứ không có lợi. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Tần Lâm quay đầu nhìn Diệp Vãn Nhi. Em Vãn Nhi. Người bệnh xảy ra chuyện không phải là lỗi của em, mà do chính đơn thuốc này có vấn đề. Diệp Vãn Nhi thở phào, nhìn thấy Đoạn Đông Bảo như vậy, ít nhiều gì cô ấy cũng thấy tự trách mình, Tần Lâm nói như thế trong lòng cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù Tần Lâm còn trẻ tuổi, nhưng ngồi ở đó rất có phong thái của một vị đại sư. Phong thái của Ninh Xuân Thu dựa vào tạo hình, trang phục, tuổi tác cùng với tiếng tăm mới có thể đem lại cảm giác của một vị đại sư cho mọi người. Còn Tần Lâm chỉ mặc bộ quần áo bình thường, không có bất cứ tạo hình gì liên quan đến Đông y. Nhưng lúc này anh ngồi ở đó lại đem đến cho mọi người cảm giác của một bậc thầy y học. Đây mới là cao nhân nói chuyện dựa vào thực lực thực sự. Thần y,
xin hỏi chữa trị cho anh Đông như thế nào? Tần Lâm đáp, chữa trị không khó, bảo bọn họ đi hết đi. Ông Long đứng dậy, nói với các bác sĩ khác. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới, có điều có vị tiểu thần y này ở đây rồi nên không cần đến sự giúp đỡ của mọi người nữa, mời các vị rời đi. Yên tâm, chi phí điều trị tôi sẽ trả đầy đủ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của mọi người. Các vị bác sĩ có chút không bằng lòng, bọn họ muốn xem Tần Lâm chữa trị thế nào, kết quả người ta đã hạ lệnh đuổi khách, rõ ràng là không muốn bọn họ học y thuật. Đúng là đáng tiếc thật. Sau khi mọi người rời đi, Tần Lâm cởi áo của Đoàn Bảo Đông. Đưa ít rượu đến đây. Ông Long vội vã mang ra một bình rượu Mao Đài quý giá ra đưa cho Tần Lâm. Mặc dù biết Tần Lâm chỉ cần dùng để khử trùng hoặc lau dụng cụ mà thôi nhưng ông ta vẫn lấy ra một bình rượu quý, dù sao bọn họ cũng đang ở nhà của Đoàn Bảo Đông, nơi đây không có loại rẻ tiền. Tần Lâm không có ý kiến, loại rượu tốt lâu năm này càng thích hợp để chữa bệnh. Mở nắp bình rượu ra, đổ rượu lên tay, hai tay bắt đầu không ngừng xoa vào nhau. Vài giây sau, bụp một tiếng, một ngọn lửa nổi lên. Hai tay Tần Lâm bốc cháy. Dưới tác dụng của cồn, có thể làm được điều này không khó. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc là Tần Lâm không cần dùng đến bật lửa hay diêm, chỉ dùng hai bàn tay xoa vào nhau, lại có thể tạo ra lửa từ không trung. Cảnh này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Hai tay Tần Lâm bùng cháy, anh vội vã xoa bóp trên người Đoàn Bảo Đông. Nhiệt độ của ngọn lửa mặc dù cao nhưng hai tay của Tần Lâm vô cùng nhanh, quét qua một cái, không gây ra bất kỳ thương tổn nào trên người Đoàn Bảo Đông. Một vài phút sau, toàn thân Đoàn Bảo Đông chuyển thành màu đỏ rực, thậm chí còn hiện lên một chút sắc tím, giống như bị người ta đánh đến mức máu ứ đọng toàn thân, trông vô cùng khủng khiếp. Rượu trên tay Tần Lâm phát huy hết tác dụng, ngọn lửa cũng dần tắt. Cuối cùng chỉ còn sót lại một đốm lửa nhỏ, nằm ở ngón tay của Tần Lâm. Ngón tay duỗi ra hạ xuống mũi Đoàn Bảo Đông, vạch một đường trên miệng, sau đó ngọn lửa cũng tắt mất. Mùi rượu bay ra khiến Đoàn Bảo Đông lập tức bừng tỉnh, dạ dày sôi lên, xoay người liền ói. Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một chiếc chậu, miệng Đoàn Bảo Đông phun ra một thứ gì đó sền sệt màu đen. Vài phút sau, Đoàn Bảo Đông thở dài nhẹ nhõm, nằm lại lên giường, nhắm mắt lại, sắc mặt hơi tái nhợt, tuy nhiên khí sắc rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Đa tạ tiểu thần y. Anh Đông, anh khỏe rồi. Đoàn Bảo Đông có thể mở miệng nói chuyện có nghĩa là cơ thể đã khỏe lên nhiều. Tần Lâm gật đầu, cầm bình rượu Mao Đài chỉ còn một nửa lên, đặt bên miệng Đoàn Bảo Đông. Còn muốn uống rượu không? Đoàn Bảo Đông vừa ngửi liền thấy buồn nôn, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không uống nữa, cả đời này tôi sẽ không uống rượu nữa. Tần Lâm hài lòng gật đầu, đặt bình rượu xuống. Tí nữa tôi viết đơn thuốc, cứ từ từ điều dưỡng là được. Đương nhiên, bệnh tật nhiều năm tích tụ, không thể khỏi trong một sớm một chiều được. 3 tháng tới, ông Đoàn chịu khó ăn chay đi. Đoàn Bảo Đông gật đầu, mấy ngày nay thực sự quá kinh khủng, so với bị bệnh, ăn chay thật sự quá đơn giản. Đoàn Bảo Đông mặc dù hôn mê nhưng vẫn nghe thấy mọi chuyện diễn ra xung quanh. Khi mở mắt thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng thần y lại trẻ vậy. Tiểu Long, tí nữa đưa cho cậu Tần 10 triệu tệ tiền chữa bệnh. Đưa danh thiếp của tôi và ông cho cậu Tần. Nói xong, Đoàn Bảo Đông nhìn Tần Lâm nói. Cậu Tần, đây là chút lòng thành, chẳng đáng là bao. Sau này chúng ta là bạn bè, gặp bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm tôi. Ở thành phố Đông Hải này, Đoàn mỗ tôi vẫn có chút tiếng nói, tìm tôi hay Tiểu Long đều được. Tần Lâm gật đầu, tùy ý thu danh thiếp, chẳng bị món tiền kia ảnh hưởng. Cứ như bán đồ ăn thua 1 tệ vậy. Lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng về sau Đoàn Bảo Đông cũng bình thường lại. Với y thuật của Tần Lâm, nhất định đã chữa bệnh cho nhiều người có quyền, chút tiền này không đáng để anh ngạc nhiên. Kê xong đơn thuốc, Tần Lâm đứng dậy, nhìn Lưu Minh Đức đang đứng sau lưng mà nói. Người này lòng dạ bất chính, nếu tiếp tục hành nghề y thì chắc chắn sẽ hại thêm nhiều người. Đoàn Bảo Đông nháy mắt với Tiểu Long lập tức hiểu ý. Người đâu? Đánh gãy hai tay hắn ta, đập nát y quán của hắn ta, về sau nếu còn dám hành nghề y, gặp lần nào đánh lần ấy. Lưu Minh Đức mặt xám như tro, đừng, đừng, cứu tôi, Vãn Nhi, cứu tôi.
mặc dù Diệp Vãn Nhi có chút không nhẫn tâm, nhưng người này làm như vậy, cô ấy chỉ có thể quay đầu, không quan tâm. Ai cũng rõ thủ đoạn của Đoàn Bảo Đông, giết chết người như Lưu Minh Đức dễ như bóp chết một con kiến. Chẳng mấy chốc, trong sân đã vang lên tiếng than khóc. Mặc dù nhiệt tình níu kéo Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi ở lại nhà ăn cơm nhưng Tần Lâm vẫn phải đi, Đoàn Bảo Đông cũng chỉ có thể thôi, dù sao hiện nay ông ta vẫn cần giữ gìn sức khỏe, không phù hợp ăn tiệc, đãi khách. Rời khỏi nhà Đoàn Bảo Đông, Diệp Vãn Nhi nhìn Tần Lâm hỏi. Anh Tiểu Lâm, làm như thế với bác sĩ Lưu, có quá tàn nhẫn không? Khi Diệp Vãn Nhi không tìm được việc, Lưu Minh Đức mặc dù thèm muốn nhan sắc của cô ấy nhưng vẫn đưa cô ấy vài tháng lương, giúp cuộc sống túng quẫn của cô ấy tốt hơn. Tần Lâm nói, dám thèm thuồng nhan sắc của em, vì hắn ta là bác sĩ, anh mới không lấy mạng hắn ta. Diệp Vãn Nhi sững sờ, Tần Lâm nói vô cùng nhẹ nhàng cứ như đây là một chuyện rất bình thường. Lấy mạng hắn ta. Anh Tiểu Lâm, mấy năm nay, anh sống thế nào? Tần Lâm thở dài, sau này anh sẽ dần dần nói với em sau, bây giờ chúng ta về nhà nhé. Diệp Vãn Nhi hơi đỏ mặt, cái từ về nhà này, anh Tiểu Lâm nói thuận miệng quá. Vẫn nhớ, lúc nhỏ bọn họ thường chơi trò chơi gia đình với nhau, vẫn thường đóng giả vợ chồng, bây giờ bọn họ đều là người trưởng thành, nhớ lại lúc trước, hai gò má Diệp Vãn Nhi đỏ bừng. Đi đón mẹ em trước đã. Ông Long tự mình lái xe đưa hai người về phòng khám, Diệp Vãn Nhi tìm được chiếc xe điện nhỏ ở phòng khám. Anh Tiểu Lâm, anh sẽ không chê xe em chứ? Tận mắt cô ấy nhìn thấy, Tần Lâm tùy ý chữa bệnh liền kiếm được 10 triệu, còn cô ấy bây giờ chỉ đi chiếc xe điện nhỏ đáng giá 1.000 tệ, vậy nên cảm thấy hơi tự ti mặc cảm. Tần Lâm cười nói, đương nhiên là không rồi, đều nhờ có em mà anh mới có được ngày hôm nay. Nếu như năm đó không vì cứu Tần Lâm, hiện nay Diệp Vãn Nhi chắc vẫn sống cuộc sống của một thiên kim tiểu thư. Diệp Vãn Nhi cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Anh Tiểu Lâm, em chưa bao giờ hối hận vì đã cứu anh có thể sống là tốt rồi, bố mẹ em nhìn thấy anh chắc chắn sẽ rất vui, mau đi thôi, đi đón mẹ em về nhà ăn cơm. Tần Lâm nói, được, 10 năm không được ăn cơm do dì Vương nấu rồi, để anh đưa em về. Tần Lâm lái xe điện, để Diệp Vãn Nhi ngồi đằng sau. Nhìn bờ vai rộng của Tần Lâm, tay Diệp Vãn Nhi không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng dè dặt nắm lấy áo chỗ eo anh. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được nhà hàng Hòa Thuận. Nhà hàng Hòa Thuận này là chuỗi nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, quy mô không nhỏ, nghe nói chủ nhà hàng là người rất có địa vị. Mẹ Diệp Vãn Nhi, Vương Mai làm ở đây đã vài năm, thêm tiền thưởng chuyên cần và tiền lương thâm niên, hiện nay tiền lương của bà ấy khoảng 4.000 tệ, mặc dù hơi vất vả một chút nhưng kiếm được không ít tiền. Hôm nay lại đến ngày phát lương, Vương Mai nhìn mãi mà điện thoại vẫn chưa có tin nhắn báo lương về, hơn nữa sắp đến lúc tan ca rồi, bà ấy sắp không nhịn được. Quản lý, tôi vẫn chưa nhận được tiền lương tháng này, cậu xem. Quản lý nhà hàng tên là Tôn Đồng, năm nay mới hơn 20 tuổi, còn khá trẻ. Nghe thấy lời Vương Mai, trên mặt Tôn Đồng lộ vẻ trông như đang cười mà lại không cười, anh ta bình tĩnh nói. Dì Vương, tháng trước hình như dì từng xin nghỉ một ngày đúng không? Vương Mai sững sờ, đúng vậy, tháng trước chồng tôi bị ốm, tôi xin nghỉ một ngày. Nếu đã xin nghỉ, thì 500 tệ tiền chuyên cần tháng này không thể phát cho dì được. Vương Mai chau mày, quản lý, nhân viên của quán mỗi tháng đều được nghỉ phép một lần. Chỉ nghỉ một lần không trừ vào tiền chuyên cần. Tôn Đồng cười khẩy một tiếng, đó là quy định trước đây, quy định bây giờ đã đổi rồi, phải xem thái độ làm việc của nhân viên tốt hay không mới có thể xin nghỉ phép. Thái độ làm việc tháng trước của dì không tốt cho nên không có cơ hội nghỉ phép đâu, dì nghỉ làm một ngày, ngoài việc trừ lương ngày đó ra thì cũng không có tiền chuyên cần. Cậu, Vương Mai tức giận, quy định này là do ông chủ đề ra, cho dù là quản lý cũng không thể nói đổi là đổi. Hơn nữa thái độ làm việc tốt hay không cũng không đến lượt anh ta nói. Đây rõ ràng là muốn làm khó Vương Mai. Vương Mai vẫn luôn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức, trong nhà hàng không ai có thể so được với bà ấy, chỉ là nghỉ phép một ngày, vậy mà lại muốn trừ cả lương lẫn tiền chuyên cần, tại sao chứ? Tôn Đồng thấy vẻ mặt tức giận của Vương Mai liền cười nhạt, thấp giọng nói. Dì Vương, tôi đã nói rồi, giới thiệu con gái của dì cho tôi.
nhưng dì lại không đồng ý, bây giờ dì có cần suy nghĩ lại không? Vẻ mặt Vương Mai trầm xuống. Diệp Vãn Nhi thường qua đây đón bà ấy, có một lần bị Tôn Đồng nhìn thấy, lọt vào mắt xanh của anh ta nên cứ quấn lấy Vương Mai đòi giới thiệu. Nhưng Vương Mai biết rõ, tên Tôn Đồng này chẳng phải người tốt đẹp gì, đứng núi này trông núi nọ, thay bạn gái như thay áo, tất nhiên bà ấy không thể giới thiệu con gái cho loại người này rồi. Sau khi từ chối vài lần, Tôn Đồng bắt đầu ỷ mình là quản lý gây khó dễ cho bà ấy. Bây giờ càng quá đáng hơn là dám động chạm vào tiền lương của bà ấy. Vương Mai nén giận nói, được, tôi không cần tiền chuyên cần nữa, gửi lương tháng này cho tôi đi. Tôn Đồng nhìn đồng hồ một cái rồi nói, không có tiền chuyên cần, lương tháng này của dì còn hơn 2.000 tệ, bây giờ ngân hàng cũng sắp đóng cửa rồi, đợi tháng sau tôi gửi lương luôn một thể. Cậu dựa vào cái gì? Trừ hết tiền chuyên cần thì thôi đi, còn giữ lương tháng của bà ấy, chuyện này thật sự quá đáng. Tôn Đồng cười lạnh, dựa vào việc tôi là quản lý, nếu dì không đồng ý thì có thể bỏ việc mà, nhưng dì phải nghĩ cho kỹ. Nếu gì bỏ việc thì lương tháng này cũng không có đâu. Cậu! Vương Mai toàn thân run rẩy, trong lòng ấm ức, nước mắt tuôn rơi. Mấy người nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh nhìn thấy nhưng giả vờ như không thấy. Bọn họ sẽ không vì Vương Mai mà đắc tội với quản lý, nếu không sau này bọn họ sẽ bị gây khó dễ. Mẹ, con đến đón mẹ đây. Diệp Vãn Nhi đẩy cửa ra cười ha ha, chuẩn bị đón Vương Mai về nhà. Vương Mai vội vàng lau nước mắt, giả vờ như không có việc gì xảy ra. Mặc dù động tác rất nhanh nhưng vẫn bị Diệp Vãn Nhi nhìn thấy. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Vương Mai gượng cười nói, mẹ không sao, bụi bay vào mắt, vị này là... Tần Lâm bước lên nắm lấy tay Vương Mai, dì Vương, cháu là Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, Vương Mai mừng rỡ, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động, xoa xoa đầu Tần Lâm. Tiểu Lâm cháu chưa chết, tốt quá rồi, đúng là ông trời có mắt. Nhìn thấy Vương Mai già đi nhiều, trong lòng Tần Lâm có chút xót xa. Nhìn thấy Diệp Vãn Nhi đến, Tôn Đồng vốn rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy cô ấy dẫn theo một người đàn ông, bọn họ giống như một đôi vậy, Tôn Đồng bỗng khó chịu. Bây giờ vẫn chưa đến lúc nghỉ làm đâu, muốn gặp mặt người thân thì cút ra ngoài, nếu không lương tháng sau cũng không còn đâu. Vương Mai chau mày. Đột nhiên đứng dậy. Cậu dựa vào cái gì? Cậu chỉ là quản lý, muốn trừ lương là trừ lương chắc, ông chủ còn chưa nói gì, cậu có quyền gì? Tôn Đồng cười lạnh, ông chủ, dì chỉ là phục vụ quen, dì có tư cách gì gặp ông chủ? Một năm tôi còn chả được gặp mấy lần, dì tưởng dì là ai? Diệp Vãn Nhi chau mày, anh ăn nói kiểu gì vậy? Cái gì mà phục vụ quen? Làm quản lý thì giỏi lắm à? Tôn Đồng hừ lạnh một tiếng, đúng rồi, làm quản lý thì có gì giỏi chứ? Mẹ cô làm phục vụ mỗi tháng được có 2.300 tệ, tôi làm quản lý mỗi tháng lương là hơn 10.000 tệ, cuối năm còn có tiền thưởng, tất nhiên là tôi chẳng có gì giỏi cả. Nói rồi Tôn Đồng liếc nhìn Tần Lâm ăn mặc rất bình thường rồi lại hừ cái nữa. Vãn Nhi, không phải tôi nói cô đâu, nhưng cô tìm người kiểu gì vậy? Đi xe đạp điện, anh ta một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? 2.000 hay 3.000. Anh ta phải cố gắng bao nhiêu năm nữa mới có được thu nhập như tôi. Cô thực tế chút đi, cô suy nghĩ cho kỹ, đi theo tôi, xe dưới 100.000 tệ cô thích cái nào tôi tặng cô cái đó, sau này cô cũng không cần phải đi xe đạp điện đi làm nữa. Vẻ mặt Diệp Vãn Nhi lạnh lùng, họ Tôn kia, anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nữa, tôi gả cho ai cũng không gả cho anh đâu. Tôn Đồng hừ một cái, vậy tôi cũng chẳng thèm quan tâm mấy người nữa. Sau này lương của mẹ cô cũng đừng nghĩ tới việc tôi sẽ trả. Vương Mai siết chặt nắm đấm, tức giận đến nỗi cả cơ thể đều run lên. Không trả thì không trả, cùng lắm thì tôi không làm nữa, Vãn Nhi, Tiểu Lâm chúng ta đi thôi. Vương Mai đứng dậy, kéo Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm đi. Nhưng Tần Lâm lại đứng im tại chỗ không rời bước. Không phải lỗi của gì, sao gì phải đi. Tần Lâm nở nụ cười lạnh lùng. Nghiêng đầu nhìn Tôn Đồng nói. Người phải đi, nên là hắn. Tôn Đồng cười khẩy, tôi đi. Anh nghĩ anh là ai? Tôi nói cho anh biết, ông chủ nhà hàng này là chồng của cô tôi, anh nghĩ anh muốn nói gì cũng được sao? Tần Lâm nhìn Diệp Vãn Nhi một cái rồi hỏi. Đây là sản nghiệp của tập đoàn Mạnh Thị đúng không?
Lúc bước vào anh đã nhìn thấy biển hiệu ở trước cửa, hình như có logo của tập đoàn Mạnh Thị, Tần Lâm chắc không nhìn nhầm. Diệp Vãn Nhi gật đầu, đây là nhà hàng liên kết nhượng quyền, đúng là tài sản của tập đoàn Mạnh Thị, nhưng ông chủ là người được nhượng quyền. Tần Lâm gật đầu, được, để anh gọi một cuộc điện thoại. Nhìn thấy Tần Lâm rút điện thoại ra, Tôn Đồng cười lạnh. Đừng giả vờ nữa, anh thật sự tưởng rằng một cuộc điện thoại của anh có thể làm tôi thất nghiệp sao? Anh thật sự có bản lĩnh thì cũng chẳng phải đi xe đạp điện rồi. Thấy dáng vẻ của Tần Lâm, Tôn Đồng chẳng chút sợ hãi, nhà hàng này là của chồng của cô anh ta, sản nghiệp của nhà mình mà phải sợ bị người khác ảnh hưởng sao? Đánh chết Tôn Đồng anh ta cũng không tin. Tiểu sư huynh, tôi là Mạnh Văn Cương. Nhà hàng Hòa Thuận, là sản nghiệp của Mạnh Thị sao? Tần Lâm đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, tiểu sư huynh gặp chuyện gì rồi sao? Gọi người chủ quản qua đây đi, ở chỗ quảng trường nhân dân đó. Được, huynh yên tâm, đến ngay đây. Sau khi ngắt điện thoại, chưa đến 10 phút sau, một chiếc xe Audi A8 phi như bay tới, đỗ ngay trước cửa nhà hàng. Một người đàn ông trung niên đeo kính, tóc vuốt ngược ra sau, hoảng hốt bước vào, cũng không biết Mạnh Văn Cương hạ lệnh gì cho ông ta mà trán ông ta toàn mồ hôi. Xin hỏi, vị nào là cậu Tần? Là tôi. Người đàn ông trung niên vội tiến lên cung kính cúi người. Chào cậu Tần, tôi là chủ quản của tập đoàn Mạnh Thị, tôi họ Khang, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Khang. Chủ quản Khang giới thiệu bản thân một lượt cho Tần Lâm, sau đó ông ta quay người lại nhìn Tôn Đồng rồi lạnh lùng nói. Cậu chính là cái thứ không biết điều gây sự với cậu Tần sao? Tôn Đồng lộ vẻ mặt khó hiểu. Ông là ai? Ông là cái thá gì mà dám khua tay múa chân ở nhà hàng của tôi chứ? Chủ quản Khang hừ lạnh một tiếng, nhà hàng của cậu. Phùng Lão Tam chỉ có 30% cổ phần mà thôi, từ khi nào trở thành nhà hàng của cậu vậy? Chuỗi nhà hàng của tập đoàn Mạnh Thị phân bố khắp thành phố, quy mô rất lớn. Họ kiểm soát quyền nắm cổ phần để quản lý tốt hơn các nhà hàng thực của tất cả công ty dịch vụ thực phẩm. Cho dù là nhà hàng nhượng quyền kinh doanh thì quyền nắm cổ phần chủ yếu vẫn nằm trong tay tập đoàn Mạnh Thị. Vì thế Phùng Lão Tam, ông chủ của cửa hàng này mặc dù có quyền quyết định sách lược nhưng trên thực tế chỉ có 30% cổ phần, không được coi là ông chủ thực sự. Tôn Đồng cau mày, bớt dùng chiêu trò này với tôi đi, ông là ai mà dám khua tay múa chân ở nhà hàng của tôi chứ, nói phét mà không biết ngượng mồm. Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chú của tôi, để mấy người đứng đây diễn kịch cho tôi xem. Tôn Đồng rút điện thoại ra bấm gọi số máy của Phùng Lão Tam. Alo, chú à, có mấy người làm loạn ở nhà hàng, còn nói là sẽ khiến cháu mất việc. Phùng Lão Tam đang uống rượu, nghe thấy thế lập tức cười khẩy. Khiến cháu mất việc, cháu làm việc ở nhà hàng của chú không nói, ai dám đuổi cháu đi chứ? Được rồi, bây giờ chú sẽ đến xem sao. Tầm mười mấy phút sau, Phùng Lão Tam say rượu lảo đảo đẩy cửa vào. Là thằng nào, là thằng chó chết nào dám gây chuyện ở nhà hàng của tao? Phùng Lão Tam huênh hoang bước vào trong, dáng vẻ vênh váo kiêu ngạo, dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta. Sắc mặt của chủ quản Khang trở nên vô cùng u ám, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phùng Lão Tam. Phùng Lão Tam, anh cũng to gan đấy nhỉ? Nhìn thấy chủ quản Khang, Phùng Lão Tam bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Tổng giám đốc Khang, sao anh lại đến đây? Phùng Lão Tam lập tức tỉnh rượu, dáng vẻ vênh váo vừa nãy liền biến mất, đổi lại là bộ dạng khách khí cung kính. Chủ quản Khang là người chịu trách nhiệm bộ phận nhà hàng của tập đoàn Mạnh Thị, chuyên quản lý bên bọn họ, một câu của ông ta là có thể quyết định sự sống còn của nhà hàng này. Sắc mặt của chủ quản Khang trở nên u ám, chuyện mà tổng giám đốc Mạnh giao phó đương nhiên ông ta phải hoàn thành xuất sắc, kết quả lại bị tên Phùng Lão Tam này làm hỏng hết. Phùng Lão Tam, quy chế phục vụ nhà hàng của tập đoàn Mạnh Thị viết thế nào? Đối xử với khách hàng, đối xử với nhân viên ra sao, cần tôi dạy cho anh không? Phùng Lão Tam toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chủ quản Khang bất giận, tôi ra ngoài uống rượu, tôi chẳng biết gì hết. Chủ quản Khang hừ lạnh một tiếng, cậu Tần này là khách quý của Tổng Giám Đốc Mạnh, đến nhà hàng của các anh lại bị đối xử tệ như thế này. Quản lý của các người giỏi lắm, ỷ vào quyền của anh để hoành hành ngang ngược. Phùng Lão Tam bị dọa sợ tới mức suýt thì quỳ xuống, chủ quản Khang,
đây không phải là ý của tôi thực sự không biết gì cả. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của Tôn Đồng, Phùng Lão Tam giận run người, lao lên tát một phát vào mặt Tôn Đồng. Ai cho cháu cái gan đấy hả? Mau xin lỗi cậu Tần đi. Dù sao thì Phùng Lão Tam cũng là người làm ăn, mặc dù uống rượu say nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, chắc chắn là Tôn Đồng đắc tội với cậu Tần, hơn nữa đắc tội không hề nhẹ, nếu không chủ quản Khang cũng sẽ không đích thân đến. Tôn Đồng ngây người ra, anh ta không ngờ rằng tên họ Tần đó lại thực sự quen biết rộng đến vậy. Tôn Đồng cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không tài nào nói ra được lời xin lỗi. Chủ quản Khang hừ lạnh một tiếng, Phùng Lão Tam, bởi vì anh gây tổn hại tới hình tượng thương hiệu công ty, theo hợp đồng, quyền quản lý cổ phần của anh sẽ bị cưỡng chế thu mua với giá thâu, từ nay trở đi, nhà hàng Hòa Thuận này không có bất cứ liên quan gì đến anh nữa. Một câu nói của chủ quản Khang đã khiến Phùng Lão Tam sững sờ, ngay lập tức ngồi tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt xám ngắt như tro tàn. Cổ phần của nhà hàng Hòa Thuận này là tâm huyết của ông ta, ban đầu chẳng có bao nhiêu khách hàng, đến bây giờ mới bắt đầu chuyển biến tốt, kết quả là lại xảy ra chuyện này. Ông ta vốn muốn dựa dẫm vào nhà hàng Hòa Thuận này để dưỡng già, nhưng bây giờ toang thật rồi. Cưỡng chế thu mua với giá rẻ, ông ta cầm lấy số tiền ít ỏi đó sao có thể bằng quyền lợi của 30% cổ phần kia. Vốn là một con gà đẻ trứng vàng, vậy mà trong nháy mắt đã không thuộc về ông ta nữa, Phùng Lão Tam suýt nữa thì không thở nổi, mặt đỏ tía tai. Ông ta tức giận giáng một cái tát vào mặt Tôn Đồng. Đều tại mày, nếu không phải tại mày, ông đây vẫn là ông chủ, tao phải giết chết mày. Vẻ mặt Tôn Đồng cũng vô cùng khó coi. Anh ta tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi làm công nhân, không có học vấn cũng chẳng có bản lĩnh gì, dựa vào quan hệ chồng của cô anh ta Phùng Lão Tam anh ta mới được làm quản lý của nhà hàng Hòa Thuận, lương tháng hơn 10.000 tệ. Chỉ cần làm tốt vài năm nói không chừng còn có cả cổ phần. Nhưng bây giờ thì hết rồi, công việc hơn 10.000 tệ mỗi tháng cũng không còn, tiền trả góp nhà mỗi tháng 5-6.000 tệ trả như thế nào đây? Nếu tiền trả góp không trả được thì căn nhà anh ta mới mua sẽ bị ngân hàng lấy đi mất. Nghĩ tới đây, Tôn Đồng suýt khóc thành tiếng. Diệp tiểu thư, là lỗi của tôi, xin cô tha thứ cho tôi. Anh Tần, xin lỗi anh, là mắt chó của tôi tầm nhìn nông cạn. Cho dù Tôn Đồng có cầu xin tha thứ như thế nào, Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi cũng chẳng thèm quan tâm. Chủ quản Khang lên tiếng dứt khoát chuyện này. Nhà hàng này đã không liên quan gì đến hai người nữa, ngày mai đến tập đoàn Mạnh Thị làm thủ tục đi, còn bây giờ thì cút ra ngoài. Chọc giận khách quý của Tổng Giám đốc Mạnh đương nhiên là không có kết cục tốt đẹp gì, chủ quản Khang cũng không cần phải nể mặt ông ta. Loại người này gieo gió gặt bão, hơn nữa, làm ăn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Mạnh Thị bọn họ. Sau khi Tôn Đồng và Phùng Lão Tam rời khỏi như một cái xác không hồn thì chủ quản Khang lập tức đổi sang vẻ mặt niềm nở nói. Cậu Tần, tôi thấy gì đây chắc là làm việc trong nhà hàng này đúng không? Mặc dù sa thải ông chủ rồi nhưng nhà hàng này vẫn phải mở cửa, từ hôm nay gì sẽ làm quản lý nhà hàng này đi. Ngoài ra, 30% cổ phần của Phùng Lão Tam sẽ chuyển luôn sang tên của gì đây, có thể cho tôi xem thẻ căn cước một chút được không? Để tôi trở về làm thủ tục. Vương Mai bỗng ngây ngẩn cả người, vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống. Chuyện này sao được chứ? Được làm quản lý nhà hàng đã là chuyện tuyệt vời lắm với bà ấy rồi, chứ đừng nói là chỗ cổ phần kia. Dì không cần phải áp lực, theo hợp đồng chúng tôi sẽ cưỡng chế thu mua với giá rẻ, mua với giá từ 3 năm trước, vô cùng rẻ, chỉ cần dì quản lý kinh doanh của nhà hàng cho tốt, giúp công ty kiếm tiền là được rồi. Cái này, từ địa ngục lên thiên đường trong nháy mắt, Vương Mai vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại, nhưng chủ quản Khang đã nói như vậy rồi, bà ấy cũng khó từ chối, chuyện này cũng là chuyện tốt, gật đầu đồng ý cũng được. Chủ quản Khang cười ha ha nhìn Tần Lâm. Cậu Tần, cậu thấy tôi xử lý như vậy đã hài lòng chưa? Tần Lâm gật đầu, chủ quản Khang xử lý rất nhanh gọn, Tần Mỗ bái phục. Thấy chủ quản Khang có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Tần Lâm liền hỏi, ông có chuyện gì cứ nói thẳng. Chủ quản Khang gãi đầu, thật ngại quá, tôi nghe Tổng Giám Đốc Mạnh nói, cậu là thần y, cho nên. Tôi có chút bệnh, muốn nhờ cậu xem giúp. Được, mời ngồi.
mặc dù ông ta giúp Mạnh Văn Cương làm việc, nhưng cũng cố gắng hết sức, rất quyết đoán, xem bệnh một chút cũng không thành vấn đề. Chủ quản Khang ngồi trước mặt Tần Lâm, đưa cổ tay ra, vẻ mặt lúng túng. Cậu Tần, tôi và vợ đã hết hôn được mấy năm rồi nhưng vẫn không có con, chúng tôi đã đi bệnh viện kiểm tra nhiều lần, hai bên đều không có bệnh gì mà vẫn chẳng có tin vui, cậu xem. Tần Lâm bắt mạch, sau vài phút, anh chau mày lại. Có vẻ như vấn đề nằm ở ông, thắt lưng của ông hàn khí dồi dào, phần dưới cơ thể của ông bị lạnh phải không? Chủ quản Khang lắc đầu, không có. Tần Lâm lại hỏi, có phải ông mang theo đồ gì đặc biệt không? Chủ quản Khang nghĩ một lúc rồi bỗng đưa tay vào thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội. Cái này có tính không? Đây là miếng ngọc bội mấy năm trước tôi mua được ở chợ đồ cổ, vì rất thích nên luôn mang nó bên mình. Tần Lâm sờ miếng ngọc lạnh ngắt một chút rồi nhìn vị trí nơi ông ta đeo miếng ngọc. Chính là nó, đây chính là thủ phạm, sau này ông đừng mang nó nữa, trong vòng 3 tháng không uống nước lạnh, không ăn đồ lạnh. Tìm một bệnh viện đông y nào đó mua mấy chén thuốc tẩm bổ, từ từ điều trị rồi sẽ có hiệu quả thôi. Chủ quản Khang mừng rỡ, được được, cảm ơn cậu Tần rất nhiều, cảm ơn cậu Tần rất nhiều. Cậu xem số tiền xem bệnh. Tần Lâm xua tay. Hôm nay đã phiền ông đến đây một chuyến, tiền xem bệnh không cần đâu. Chủ quản Khang nghĩ một lúc rồi nói, vậy để hôm khác tôi sẽ tặng cậu Tần một món quà. Tiền bạc có vẻ tầm thường, thô tục, chủ quản Khang đã nghĩ ra một món quà khá tốt, còn có ý nghĩa hơn cả việc tặng tiền. Nghe Tổng Giám Đốc Mạnh nói, y thuật của cậu Tần vô cùng thần kỳ, lão gia nhà họ Trúc trước đây bị bệnh hiểm nghèo, rất nhiều chuyên gia cũng phải bó tay. Cậu Tần chỉ dựa vào mấy cây châm bạc, một chiếc cốc rác hơi, đã có thể khiến lão gia nhà họ Trúc cải tử hoàn sinh, trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh tuyệt đỉnh như vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Người như vậy, ông ta tất nhiên cũng muốn kết thân. Lấy thẻ căn cước của Vương Mai xong, chủ quản Khang liền trở về làm thủ tục. Vương Mai ngồi trong nhà hàng giống như đang trong giấc mơ. Vừa rồi bà ấy còn vì 300-500 tệ tiền lương. Tiền chuyên cần mà rơi nước mắt, vậy mà chớp mắt một cái bà ấy đã thành bà chủ của nhà hàng Hòa Thuận rồi. Mấy người phục vụ đứng bên cạnh cũng ngây ra luôn, ai mà ngờ được lại xảy ra thay đổi kịch tính như thế này. Vương Mai không chỉ trở thành quản lý mà còn trở thành bà chủ của bọn họ trong nháy mắt. Lúc này bọn họ cũng không dám đứng hóng chuyện nữa mà vội vàng đi lên. Chị Vương, sau này bọn em được làm việc cùng chị rồi. Chị làm quản lý chắc chắn giỏi hơn tên họ Tôn kia. Đúng đó, chị Vương có óc làm ăn kinh doanh, tính cách cũng tốt, việc làm ăn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Chúng ta là chị em tốt mà, chuyện trước kia chị Vương đừng để bụng nhé. Đám chị em này nhìn thấy tình thế thay đổi, lập tức nịnh bợ. Mấy việc làm xấu trước kia của bọn họ Vương Mai đều rõ mười mươi, nhưng mới lên làm quản lý cũng không thể sa thải bọn họ ngay được. Vương Mai không chịu nổi sự nhiệt tình của bọn họ. Được rồi, hôm nay nghỉ làm thôi, ngày mai vẫn làm việc bình thường. Mặc dù đám chị em này không làm việc chăm chỉ như bà ấy, nhưng cũng không thể sa thải ngay, nếu không nhà hàng sao có thể kinh doanh được chứ. Chớp mắt đã trở thành bà chủ, Vương Mai vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được với thân phận mới. Tiểu Lâm, mau về nhà thôi, chú Diệp nhìn thấy cháu chắc chắn sẽ rất mừng. Tần Lâm gật đầu, để xe đạp điện ở nhà hàng, ba người gọi xe về nhà. Về đến nhà, Diệp Long đã chuẩn bị xong cơm nước, đang đợi bọn họ. So với dáng vẻ oai hùng năm đó, Diệp Long cũng già đi nhiều rồi. Chú Diệp, nhìn thấy Tần Lâm bước vào, ly rượu trong tay Diệp Long liền rơi xuống đất. Cháu là, Tiểu Lâm sao? Bữa tối Diệp Long đã uống rất nhiều rượu, nhìn thấy con trai của người bạn cũ. Ông cảm thấy vô cùng xúc động. Vô số kỷ niệm xưa ùa về, ông vui mừng rơi nước mắt lúc nào không hay. Tiểu Lâm trở về là tốt, tuyệt đối đừng động đến đám người đó, khiêm tốn hành sự, có thể sống được mới là điều quan trọng nhất. Tần Lâm chỉ cười cười chứ không trả lời. Lần này anh trở về là muốn đòi lại công bằng cho chuyện năm đó. Đáng tiếc bây giờ chú Diệp không còn khả năng gì nữa. Nếu không chú sẽ sắp xếp công việc để cháu ổn định cuộc sống, hát. Diệp Vãn Nhi nói, bố, bây giờ Tiểu Lâm rất lợi hại, anh ấy học y thuật, còn giỏi hơn bác sĩ Lưu ở y quán của chúng ta,
mọi người đều nói anh ấy là thần y. Diệp Long ngây người, vậy thì tốt quá rồi, chữa bệnh cứu người là việc tốt, có thể chăm lo cuộc sống cho gia đình. Thấy Diệp Long uống khá nhiều rượu, đang rất xúc động, Vương Mai cũng không nói chuyện hôm nay cho ông biết, đợi mai ông tỉnh rượu rồi nói. Diệp Vãn Nhi hỏi, anh Tiểu Lâm, anh lợi hại như thế, nếu làm ở bệnh viện ít nhất cũng là bác sĩ phụ trách đấy nhỉ? Tần Lâm lắc đầu, anh không có ý định đến bệnh viện, anh muốn mở phòng khám riêng, em muốn đến giúp anh không? Tần Lâm kế nghiệp thầy Diệp Hiên Viên, y quán tên là Hiên Viên, học y 10 năm, không thể để mai một, y quán Hiên Viên đương nhiên vẫn phải tiếp tục mở, hành nghề y cứu thế. Mặc dù Mạnh Văn Cương thành lập tập đoàn Hiên Viên, nhưng bản chất khác với y quán đó, nên không được tính. Được chứ, đúng lúc em cũng đang thất nghiệp, vậy thì làm việc cho anh vậy. Từ nhỏ Diệp Vãn Nhi đã muốn học y, lúc không có điều kiện đã đi làm thêm khắp nơi, theo bác sĩ học việc, bây giờ có một người anh giỏi y học như thế này ở bên cạnh, cô đương nhiên thấy rất vui. Được, ngày mai chúng ta đi xem nhà trước đã. Lần đầu gặp Tần Lâm, chắc chắn sẽ nhắc lại chuyện năm đó, trò chuyện đến tận nửa đêm Vương Mai với Diệp Long mới đi ngủ. Còn vài tiếng nữa là trời sáng, Tần Lâm cũng không có ý định đi ngủ, anh ngồi thiền trong phòng khách. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi chuẩn bị đi xem nhà. Anh Tiểu Lâm, hiện giờ khu vực tốt nhất ở Đông Hải là Quảng trường Nhân dân và Quảng trường Tân dân, trước mắt hai bên đó đều đang giao bán cửa hàng, nhưng giá rất đắt. Giá cả không thành vấn đề. Diệp Vãn Nhi gật đầu, tối qua anh Tiểu Lâm mới nhận 10 triệu phí chữa bệnh, tiền nong chắc không thành vấn đề. Vậy chúng ta đi xem từng cửa hàng đi. Đến tòa nhà kinh doanh. Hai người bước vào trong. Tòa nhà kinh doanh bất động sản này được trang hoàng rất sang trọng, đủ để nhận ra thực lực của công ty. Còn chưa đến cửa đã có chuyên viên tư vấn nhà đất đến tiếp đón. Chào anh chị, xin hỏi hai người đến xem nhà đúng không ạ? Đến xem cửa hàng. Vừa nghe nói đến xem cửa hàng, chuyên viên tư vấn nhà đất lập tức hào hứng, bọn họ bán nhà đều trích phần trăm từ giá của nhà, đương nhiên nếu bán càng đắt thì kiếm được càng nhiều. Được rồi, hai vị có thể gọi tôi là Tiểu Lưu, tôi sẽ giới thiệu cho hai vị. Vừa nói vừa đi đến đại sảnh của tòa nhà kinh doanh, lúc vào trong đột nhiên có một đôi trai gái quay đầu lại. Người phụ nữ kinh ngạc gọi một tiếng. Ô, đây không phải là Diệp Vãn Nhi sao? Hướng về phía giọng nói, Diệp Văn Nhi nhíu mày, nói nhỏ với Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, đây là Trần Kiều Kiều bạn học cấp 3 của em, rất khó ưa, đừng để ý đến cô ta. Diệp Văn Nhi không muốn để ý đến người này, nhưng Trần Kiều Kiều lại thích thú, khoác tay người đàn ông béo mũm mĩm, ưỡn hẹo bước đến với vẻ mặt đắc ý. Văn Nhi, đã lâu không gặp, chúng ta đã 10 năm không gặp rồi đấy nhỉ? Diệp Văn Nhi mặt lạnh tanh, trả lời qua loa một câu, chắc vậy. Nhìn bộ quần áo bình thường của Diệp Văn Nhi, còn cái túi sờn rách đó nữa, vẻ mặt đắc ý của Trần Kiều Kiều càng rõ hơn. Năm đó bọn họ cùng học một trường cấp 3. Trần Kiều Kiều luôn thua kém Diệp Văn Nhi. Không xinh đẹp bằng cô, gia thế cũng không bằng, học lực lại càng không. Bây giờ gia cảnh nhà Diệp Văn Nhi sa sút, nghe nói cô còn không thi đại học. Bây giờ gặp lại, vật vẫn thể nhưng người thì đã thay đổi. Cái túi 10 năm trước bây giờ Diệp Văn Nhi vẫn còn đeo. Còn cô ta đã gả cho một ông chủ, trở thành bà chú. Đúng là thế gian vạn sự khó lường. Bây giờ gặp được Diệp Văn Nhi. Nhất định phải chế giễu cô một trận mới được. Đây là chồng tôi, ông chủ của KTV Bicun, các người gọi tổng giám đốc Từ là được rồi, vị này là. Diệp Văn Nhi vẫn trả lời hững hờ, bạn tôi. Thân phận của Tần Lâm hơi nhạy cảm, loại người tạp vụ như Trần Kiều Kiều không xứng được biết. Trần Kiều Kiều nhìn Tần Lâm từ đầu tới chân rồi chép miệng, mặc dù không trực tiếp buông lời chế giễu, nhưng từ vẻ mặt có thể nhìn ra sự khinh bỉ của cô ta đối với Tần Lâm. Từ trên xuống dưới không lấy một thứ đồ hàng hiệu, mặc dù người đàn ông không chú ý đến hàng hiệu, có thể nhìn ra khí chất, nhưng người này đến khí chất cũng không có. Thắt lưng, giày da, đồng hồ, chỗ cần tiêu tiền chẳng có thứ nào ra hồn, chỉ là loại đàn ông có ngoại hình, vị thế tầm thường. Gia cảnh nhà Diệp Văn Nhi thực sự gặp khó khăn rồi, tìm bạn trai cũng tìm một người, môn đăng hộ đối, như thế, bọn họ mà cũng đến đây mua nhà sao? Các người cũng đến xem nhà sao? Đây là khu bất động sản có tiếng ở Đông Hải, giá nhà rất cao,
giá bình quân đều trên 20.000 tệ, có phải các người đi nhầm chỗ không đấy? Ý tử trong lời nói của Trần Kiều Kiều rất rõ ràng, giá nhà đắt như thế, bọn họ không giống người có đỡ mua noi. Hơn nữa nhà ở khu thương mại này là loại quy mô lớn, loại nhỏ nhất cũng phải 120m², chứ không có loại diện tích nhỏ 30-40m² đâu. Diệp Văn Nhi đào mắt, chẳng thèm để ý đến cô ta. Tên béo bên cạnh Trần Kiều Kiều cười mấy tiếng rồi nói. Kiều Kiều, cũng không thể nói như thế, ở đây bọn họ cũng có vài căn giá đặc biệt, rất nhiều căn sát đường cải, ở góc khuất, kiểu dáng xấu, trong một tòa nhà thể nào cũng có một căn như thế, giá khá thấp, phù hợp với những người có mức lương như bọn họ. Có thể thấp tới mức 15.000 tệ 1m², tổng giá là hơn 1 triệu, nếu trả trước 300.000 tệ thì cũng có thể mua được, mỗi tháng trả 6-7.000 tệ cũng là áp lực khá lớn đối với bọn họ. Tên mập họ Từ ra vẻ ông lớn, giống như bền trên thương xót tầng lớp dân thường vậy, bộ mặt vênh váo ta đây. Tần Lâm và Diệp Văn Nhi phớt lờ họ, quay sang nói với chuyên viên tư vấn nhà đất Tiểu Lưu. Anh giới thiệu cho tôi đi. Tiểu Lưu cũng không rõ tình hình, vô cùng khách khí. 4/5 được, cửa hàng mặt phố của chúng tôi có 3 loại 300m², 500m² và 700m², anh muốn xem loại nào? Vừa nghe Tiểu Lưu nói xong, Trần Kiều Kiều đột nhiên phá lên cười. Cái gì, cửa hàng mặt phố, bọn họ muốn xem cửa hàng. Giọng của Trần Kiều Kiều vô cùng lớn, hơn nữa cũng rất khoa trương, như thể cô ta cố ý muốn thu hút sự chú ý của người khác. Vẻ mặt Tiểu Lưu có chút khó xử, nhưng cả hai bên đều là khách hàng, nên anh ta cũng không muốn làm mếch lòng ai, bèn cười trừ nói. Vâng chị, quý cô đây cũng đến xem cửa hàng mặt phố ạ. Trần Kiều Kiều trừng mắt, cậu có ý gì đây, cậu kêu cô ta là quý cô, còn gọi tôi là chị sao? Y muốn nói tôi già hơn cô ta đấy hả? Tiểu Lưu sợ thót tim, không phải vậy, chẳng phải chúng ta quen nhau từ trước rồi sao, tôi chỉ gọi thế cho thân mật thôi. Hừm, tôi nói cho cậu biết, có nhiều người đến chết cũng cần sĩ diện, còn cậu tốn sức cả nửa ngày trời cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Trong mắt của Trần Kiều Kiều thì Diệp Văn Nhi không thể nào có thể mua cửa hàng mặt phố được. Một cửa hàng mặt phố có giá khoảng từ 3 đến 5 triệu, còn cửa hàng cao cấp thì khoảng 10 đến 20 triệu. Nghèo kiết xác như bọn họ làm sao có thể mua được một căn đắt tiền như vậy được. Trừ khi nhìn thấy cô ta chướng mắt rồi cố tình so sánh. Từ Phong đứng bên cạnh cười nói, đúng vậy, cửa hàng mặt phố cũng không có giá rẻ đặc biệt, dù sao thì tôi cũng là nhân viên của tập đoàn, tôi cũng chỉ có thể được giảm 12% mà thôi. Trần Kiều Kiều khoác tay Từ Phong, cao ngạo nói, đúng vậy, và thứ mà chồng tôi đã mua chính là, Lầu Vương. Nó có vị trí đẹp nhất trong tất cả các cửa hàng, phong thủy cũng vô cùng tốt, tôi khuyên các người đừng nên tốn công vô ích nữa, nên đi đến mấy công ty bất động sản tầm thấp để xem đi thì hơn. Ban đầu Tần Lâm không thèm để ý đến bọn họ, nhưng khi vừa nghe hai chữ, Lầu Vương, bèn trở nên hứng thú. Lầu Vương là căn nào thế? 2/5 Tiểu Lưu nhanh chóng giới thiệu và chỉ vào mô hình bất động sản. Cửa hàng mặt phố, Lầu Vương, chính là căn này. Diện tích hơn 1.000m², thầy phong thủy nói rằng đây là con mắt của tiền tài và là nơi tụ tài, nhưng căn này đã được tổng giám đốc từ đây đặt rồi ạ. Tần Lâm xem qua một lượt, căn này quả thực rất ổn, vị trí cũng tốt, nhưng tiếc là nó đã được đặt trước, nên anh cũng không muốn quá ngang ngược. Cậu lựa cho tôi một căn tương tự vậy đi. Tiểu Lưu ngây ra, được, để tôi lựa giúp anh. Trần Kiều Kiều nghe xong liền cau mày. Tôi nói này. Các người diễn hơi sâu rồi đấy, Diệp Văn Nhi, chúng ta đều là bạn học cũ, có cần nhất thiết phải như thế này không? Tiểu Lưu, không phiền cậu nữa, không cần phải cho họ xem, bọn họ chỉ muốn so đo với tôi thôi. Ngay cả khi cậu có giới thiệu mọi thứ xong xuôi hết thì sợ là họ cũng sẽ không mua đâu, đừng lãng phí thời gian nữa. Từ Phong cũng cười khẩy, cho dù không phải. Lầu Vương thì căn tương tự như vậy cũng phải vài triệu, tốt nhất các người nên biết tự lượng sức mình đi. Chứ đừng làm cho bản thân mất mặt. Tần Lâm chau mày, bĩu môi nhìn bọn họ. Nói nhảm nhiều thật đấy. Tiểu Lưu bị kẹt ở giữa nên hết sức bối rối. Thế nào đi nữa, cho dù là Tần Lâm chỉ muốn xem, nhưng Tiểu Lưu trên cương vị là một người tư vấn bất động sản thì vẫn phải nên giới thiệu cho đàng hoàng. Anh ta lập tức mang bảng thiết kế ra để giới thiệu cho Tần Lâm. Anh Tần, cửa hàng này có 2 tầng, ở vị trí đắc địa, ánh sáng tốt, vô cùng sầm uất. Có khu mua sắm lớn bên cạnh,
đỗ xe hay đi lại đều thuận tiện, bất luận là muốn mở nhà hàng hay để đầu tư cũng đều là lựa chọn không tồi. Nếu như mua đất thì chúng tôi có thể giúp anh trang trí. Trong khi Tiểu Lưu đang giới thiệu thì Trần Kiều Kiều đứng bên cười khẩy. Mua đất sao, Tiểu Lưu, cậu đừng trêu bọn họ nữa, căn này có cho vay bọn họ cũng không mua nổi, cho dù là vay thì cũng phải trả trước 3 triệu. Hơn nữa, với khoản vay 7 triệu tệ, không phải ai ngân hàng cũng cho vay, trừ những người có công ty có tài sản như chồng tôi mới có thể vay, đúng không chồng? Từ Phong nở nụ cười cợt nhả. Kiều Kiều, không thể nói như thế được, nhớ người ta tầm ngầm mà đấm chết voi thì sao? Mặc dù ăn mặc bình thường nhưng rất giàu, một lần vung tiền là trả hết, thế thì chẳng phải chúng ta sẽ bị mất mặt sao? Ha ha ha, trong lúc cười cười nói giọng điệu của Từ Phong rất khinh bỉ, rõ ràng là đang đợi xem đám người Tần Lâm làm trò hề cho thiên hạ. Theo suy đoán của anh ta, đợi lát nữa sau khi Tiểu Lưu giới thiệu xong, đám người Tần Lâm chắc chắn sẽ bới móc lỗi này lỗi nọ. Nói cái này không tốt, cái kia không tốt, sau đó đi xem chỗ khác rồi chuồn mất hút. Rõ ràng không mua được, nhưng vì ở trước mặt bạn học cũ nên có chết cũng phải giữ thể diện, nhất quyết phải xem qua mới từ bỏ hy vọng. Có điều cửa hàng ở tòa nhà này dường như không có chỗ nào để chê, trừ giá cả ra thì cơ bản là không có khuyết điểm gì, Từ Phong muốn xem Tần Lâm sẽ nói thế nào. Sau khi giới thiệu một hồi, Tần Lâm hài lòng gật đầu. Không bằng căn VIP kia cho lắm. Từ Phong phá cười, ha ha, còn tưởng anh có thể tìm ra lý do gì, ai dè lại bì với căn VIP của tôi. Sao anh không nói kém cố cung một chút đi? Anh tấu hài thật dai, ha ha ha. Tần Lâm phớt lờ hai người họ, trực tiếp rút thẻ ra. Bỏ đi, cắn này cũng được, quẹt thẻ đi. Robert, Tần Lâm vừa rút thẻ ra, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Mấy người họ đều nhìn chằm chằm vào thẻ ngân hàng của anh. Cảm thấy hơi khó tin. Quẹt thẻ, thực sự thanh toán sao? Tiểu Lưu cũng ngây người, không ngờ rằng cậu Tần này lại nhanh gọn lẹ như thế, anh ta vội giơ hai tay nhận lấy chiếc thẻ. Được, tôi đi lấy hợp đồng cho anh. Nhìn thấy Tiểu Lưu bắt đầu gấp gáp làm hợp đồng, Từ Phong cau mày. Tiểu Lưu à, tốt nhất anh nên quẹt thẻ trước đi để tránh số dư trong thẻ không đủ, anh làm hợp đồng tốn công vô ích. Từ Phong cảm thấy không tin. Hai kẻ nghèo sơ nghèo xác này lấy đâu ra hơn 10 triệu tệ để mua cửa hàng chứ? Tiểu Lưu lộ vẻ lúng túng, khó xử nhìn Tần Lâm. Mặc dù có phẩm chất nghề nghiệp, nhưng anh ta cũng không muốn làm hợp đồng tốn công vô ích, nhớ thực sự không quẹt được thẻ thì coi như toi công. Tần Lâm cười nhạt, cũng không làm khó anh ta, anh cứ quẹt thẻ trước đi. Dạ vâng, Tiểu Lưu cầm thẻ ngân hàng, vội đến chỗ máy POS ở quầy thanh toán. Từ Phong và Trần Kiều Kiều đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khoái chí cợt nhả. Giả vờ, xem các người giả vờ đến bao giờ, anh ta không tin thẻ của Tần Lâm thực sự có thể quẹt ra 10 triệu tệ. Tiểu Lưu nhanh chóng cầm thẻ chạy đến. Anh ơi, có chút vấn đề. Trần Kiều Kiều nghe thấy thế liền hả hê, ha. Tôi đã nói là bọn họ đang giả vờ rồi mà, rõ ràng trong thẻ không đủ tiền mà cứ bày đặt. Vãn Nhi, chúng ta đều là bạn học cũ, cô có nhất thiết phải làm thế này không? Rõ ràng cuộc sống khó khăn, lẽ nào thừa nhận khó lắm sao? Cô đúng là hư vinh quá rồi đấy. Tiểu Lưu cầm thẻ, có chút bối rối. Không phải, tiền trong thẻ thì đủ, có điều. Có một vấn đề khác. Xin hỏi anh có phải là Long Ích Huy không ạ? Tần Lâm lắc đầu, không phải. Tiểu Lưu nói, là thế này, chủ nhân của chiếc thẻ này là Long Ích Huy. Nếu trong một lần tiêu nhiều thế này thì cần có chữ ký chính chủ mới được. Trần Kiều Kiều đột nhiên trừng mắt. Chỉ vào thẻ rồi nói. Đây là thẻ bọn họ ăn trộm. Trần Kiều Kiều kêu lên lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Số tiền lớn như vậy, dùng thẻ ngân hàng của người khác để trả, điều này chắc là có vấn đề. Giao dịch với số tiền lớn như vậy ai mà không biết phải xác định danh tính dùng thẻ ngân hàng của mình mới quẹt được chứ? Bạn trai của Diệp Văn Nhi dùng thẻ ngân hàng của người khác để trả tiền, rõ ràng là không biết quy tắc này. Đúng là đồ nhà quê, chưa tiêu nhiều tiền như vậy bao giờ, không cả biết quy trình thanh toán. Còn tưởng trộm được thẻ ngân hàng của người ta, biết được mật khẩu là có thể tiêu thả ga, không ngờ tới chứ gì, chi phí lớn như vậy cần chính chủ ký tên mới được. Không chỉ là đồ nhà quê mà còn là thằng trộm. Nhiều năm như vậy rồi, Trần Kiều Kiều cuối cùng cũng có thể lấy lại được thể diện, cho cô giả vờ cao quý, bây giờ thì tốt rồi, bạn trai là trộm. Để tôi xem cô còn mặt mũi nào mà giả vờ nữa.
chẳng trách hai người dám cả gan đến mua nhà, thì ra là ăn trộm thẻ ngân hàng của người khác. Trần Kiều Kiều giống như vừa phát hiện ra vùng đất mới, dài mồm ra nói, giọng nói cũng lớn hơn bình thường. Không ít nhân viên và khách hàng đều vây xung quanh, nghe thấy chữ trộm mọi người đều muốn qua hóng chuyện. Diệp Văn Nhi chau mày, Trần Kiều Kiều, cô đừng có nói linh tinh, tấm thẻ này là của người khác thật, là hôm qua một người bạn của tôi đưa cho, trộm đồ cái gì chứ, cô đừng có nói khó nghe như vậy được không? Từ Phong cười khẩy, một người bạn, cô nghĩ tôi không biết ông Long sao? Ông Long là người có thân phận gì, các người có thân phận gì, các người mà có tư cách làm quen với ông Long sao? Long Ích Huy biệt danh ông Long, cô hỏi thử xem có ai không biết chứ? Đến tôi đây. Gặp được ông ấy tôi còn phải kính cẩn gọi một tiếng ông Long. Hai người ăn gan hùm rồi, trộm của ai không trộm lại trộm của ông Long. Hai người cũng không đi dò la xem ông Long là người như thế nào, hai người làm vậy chẳng phải là muốn chết sao. Nếu là người khác, bọn họ còn có thể không biết, nhưng Long Ích Huy là ai, Từ Phong rõ như ban ngày. Long Ích Huy là người bên cạnh anh Đông, là một nhân vật lớn. Đó là người mà anh ta không thể đắc tội chứ đừng nói đến hai tên nhà quê trước mặt này. Hôm nay vốn chỉ định công kích bọn họ vài câu để chút giận cho Trần Kiều Kiều, không ngờ lại phá án ngoài ý muốn, bắt được người trộm đồ của ông Long, đây cũng coi như giúp ông Long một tay đi. Thế nào cũng được thơm lây. Hai người này đúng là xui xẻo, chỉ vì thể diện mà bị vạch trần chuyện trộm đồ, lần này thì rước họa vào thân rồi. Vẻ mặt Diệp Vấn Nhi trầm xuống. Anh đừng có mà ngậm máu phun người, tấm thẻ này là người ta tặng cho chúng tôi, không phải trộm. Trần Kiều Kiều cuối cùng cùng nắm được thóp của Diệp Văn Nhi, sao có thể để yên được chứ, vẻ mặt cô ta trở nên dữ tợn. Hừ, ăn trộm mà còn già mồm, đưa thẻ đây cho tôi, chuyện này chưa nói rõ hai người đừng hòng đi. Nói xong, Trần Kiều Kiều xông lên kéo Tần Lâm, cướp lấy tấm thẻ. Anh đưa đây cho tôi. Tần Lâm chau mày, vẻ mặt khó chịu. Vung tay lên. Bốp một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt của Trần Kiều Kiều. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đẩy, cút ra. Một cái tát mạnh giáng xuống mặt của Trần Kiều Kiều, tát cô ta bay ra ngoài, ngã xuống đất không đứng dậy được. Kiều Kiều, vẻ mặt Từ Phong biến đổi, vội vàng chạy qua. Đỡ cô ta dậy, nửa bên mặt của Trần Kiều Kiều sưng lên, khóe miệng cũng chảy máu, răng cũng bị lung lay, nhìn giống như đầu lợn vậy. Đánh tôi! Đồ nhà quê như anh mà dám đánh tôi. Chồng, hắn đánh em. 4/4 18:13. Trần Kiều Kiều nước mắt, nước mũi, nước miếng chảy đầm đìa, lực của cú tát này không hề nhẹ. Mặt Từ Phong trở nên u ám, dám đánh người phụ nữ của anh ta ngay trước mặt anh ta, đúng là muốn chết. Anh chán sống rồi hả? Tên mập Từ Phong đương nhiên không dám ra tay với Tần Lâm, nhưng anh lấy trộm thẻ ngân hàng của ông Long. Muốn trả thù anh thì không cần phải đích thân ra tay. Anh đợi đấy, Từ Phong rút điện thoại bấm một dãy số, một lát sau cuộc gọi được kết nối. Ông Long à, tôi là Từ Phong, bây giờ tôi đang ở tòa nhà kinh doanh ở quảng trường Tân Dân, ở đây có người lấy trộm thẻ ngân hàng của ông bị bắt tại trận, ông xem. Được, 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 tôi đợi ông ở đây, anh ta không chạy được đâu, ông yên tâm. Sau khi tắt máy, Từ Phong lộ bộ mặt xảo quyệt, nghiến răng nghiến lợi. Anh đợi đấy, anh chết chắc rồi, hôm nay anh mà bước được chân ra khỏi cái cửa này thì tôi không phải họ Từ nữa. Diệp Văn Nhi kéo tay Tần Lâm rồi nói nhỏ, anh Tần Lâm, phải làm sao đây? Tần Lâm cười khẩy, vậy thì cứ chờ xem. Mặc dù anh còn có thẻ ngân hàng khác, có điều chuyện đã đến nước này rồi, đợi thêm lúc nữa cũng chẳng sao. Mặt khác, sau khi Long Ích Huy tắt máy, Đoàn Bảo Đông hỏi. Sao thế, anh Đông? Từ Phong gọi điện đến nói có người lấy trộm thẻ ngân hàng của em đi xem sao. Đoàn Bảo Đông nhíu mày, ăn trộm thẻ ngân hàng của anh. Đoàn Bảo Đông nghĩ một lát, mặt hơn biến sắc nói, hôm qua chúng ta đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho cậu Tần, có khi nào là cái thẻ đấy không? Long Ích Huy nghĩ một lát, khả năng cao là vậy, chứ trong tình huống bình thường ai có cơ hội ăn cắp thẻ ngân hàng của ông ta. Đoàn Bảo Đông vội đứng dậy, không được, đích thân tôi đi một chuyến. Ông ta không thể thất lễ với thần y như Tần Lâm được. Hụ hụ, Đoàn Bảo Đông đứng dậy liền họ một tràng. Long Ích Huy vội nói, anh Đông, cơ thể anh còn chưa khỏe hẳn, ở nhà dưỡng sức đi, để em, anh yên tâm, em nhất định sẽ xử lý tốt. Được, tuyệt đối không được thất lễ với cậu Tần. Vâng,
Long Ích Huy mặc áo rồi ra khỏi nhà. Mười mấy phút sau, Long Ích Huy mặc bộ vest đen vội vàng đến tòa nhà kinh doanh. Từ Phong và Trần Kiều Kiều vẫn đang ngồi xổm ở đó, một bên mặt của Trần Kiều Kiều vẫn còn sưng, cô ta bắt đầu cảm thấy đau tê tái. Vừa nhìn thấy Long Ích Huy đi vào, Từ Phong liền nhanh chóng đứng dậy, hớt hải chạy qua đó, mặt cười như con chó park. Ông Long, ông đến rồi sao? Chính là bọn họ, đôi trai gái mất dạy này dám lấy trộm thẻ ngân hàng của ông, đúng là không biết trời cao đất dày. Long Ích Huy vừa bước vào liền nhìn thấy Tần Lâm và Diệp Văn Nhi đang đứng trước mô hình tòa nhà. Mặt ông ta lập tức tối sầm lại. Thực sự là cậu Tần. Bởi vì trước đó đưa tiền cho người khác đều dùng thẻ ngân hàng của anh Đông, tiêu thẻ của anh Đông thì không cần phải chính chủ ký tên, nhưng thẻ của Long Ích Huy thì không được, một lần tiêu quá 5 triệu cần phải có chữ ký chính chủ. Long Ích Huy không ngờ đến điều này, thực sự là sơ sót của ông ta. Nếu như vì chuyện này mà khiến cậu Tần bất mãn thì đúng là tội đáng muốn chết. Từ Phong thấy chỗ dựa của mình đến rồi, anh ta liền ra vẻ vênh váo ta đây. Hừ, đây là ông Long, thẻ ngân hàng trong tay các người chính là của ông ấy. Gặp ông Long rồi mà còn không mau cút qua đây tạ tội. Còn đứng ngây ra đấy làm gì hả, đợi chết sao? Long Ích Huy hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Từ Phong, đi lướt qua anh ta. Ông ta đến trước mặt Tần Lâm, vẻ mặt áy náy xin lỗi rồi cúi người xuống. Cậu Tần, thực sự xin lỗi, do tôi quá sơ suất khi đã không cân nhắc đến điều này. Tần Lâm nói, không sao, cũng không phải do ông Long đây cố ý. Long Ích Huy vội vàng nói, cậu đừng gọi tôi là ông Long nữa, cũng không phải người ngoài, cứ gọi tôi Tiểu Long là được. Nhìn thấy thái độ cung kính của Long Ích Huy, tất cả mọi người ở đó liền ngẩn ra. Không phải nói là ăn trộm thẻ ngân hàng ư, sao bây giờ chủ thẻ đến nơi rồi thì chẳng thấy giống đang hỏi tội một chút nào cả. Ngược lại còn khách khí như vậy, cứ như thể ông ta là đàn em của Tần Lâm vậy. Vừa nghe thấy Long Ích Huy đến, tất cả các quản lý cấp cao của tòa nhà kinh doanh Lâm Khoa liền có mặt đầy đủ. Tổng giám đốc Long đến rồi ạ, sếp đến sao không báo cho chúng tôi trước một tiếng. Long Ích Huy gật đầu với bọn họ nhưng không nói gì thêm. Thực sự tôi cảm thấy có lỗi khi làm cho cậu Tần đây gặp rắc rối, cậu muốn xem căn nào sao? Tần Lâm chỉ vào căn mà mình ưng ý. Tôi định mở một y quán và tôi thích căn này. Long Ích Huy nghe xong, nói. Cậu Tần mở y quán ở Đông Hải, thực sự đó là phúc của người Đông Hải chúng tôi. Tuy căn này cũng tốt nhưng vẫn chưa phải là tốt nhất. Cậu Tần nhìn căn bên cạnh xem, đây chính là căn VIP của bất động sản Lâm Khoa chúng tôi đó, nơi có phong thủy tốt nhất. Vô cùng thích hợp để mở y quán. Tần Lâm nói, căn này chẳng phải có người đặt trước rồi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt anh bỗng liếc sang Từ Phong đang ở cạnh, mặt mày tái mét. Long Ích Huy cười nói, chỉ là đặt trước thôi, tiền đặt cọc chỉ có 10,000, cùng lắm thì chúng tôi sẽ đền cho anh ta gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng là được. Nếu như cậu thích thì tôi sẽ chủ động tặng cho cậu căn đó luôn, coi như là bỏ ra chút cống hiến cho Đông Hải. Long Ích Huy rất giỏi ăn nói, không hổ danh là người dưới trưởng của anh Đông. Nhưng Tần Lâm lại không muốn nợ họ quá nhiều ân tình. Không cần đâu, cứ theo giá ban đầu đi. Long Ích Huy cũng không từ chối, đối với thân phận của Tần Lâm, đương nhiên anh cũng sẽ không thiếu tiền. Được, để tôi cho người làm thủ tục ngay. Từ Phong đứng cạnh ngớ người ra. Đường đường là ông Long đầy uy quyền, tại sao lại nhún nhường cái tên đầu đường xó chợ này chứ? Còn để Tần Lâm gọi là Tiểu Long, anh ta gọi ông Long, Tần Lâm lại gọi là Tiểu Long, nếu so sánh như vậy thì há chẳng phải anh ta sẽ thành bậc cháu đó sao? Đây không phải điều quan trọng nhất, mà đó chính là căn VIP kia. Trước kia dựa vào quan hệ nên mới giữ được căn VIP đó, thậm chí anh ta còn dùng căn VIP này để thế chấp ngân hàng để vay một khoản tiền đầu tư vào một cây TV mới. Hiện tại tiền cũng đã dùng hết. Bây giờ lại nói là không bán căn VIP cho anh ta nữa. Vậy thì Từ Phong không những phải đối mặt với khoản vay ngân hàng hàng chục triệu, mà còn bị vi phạm rất nhiều hợp đồng. Một khi đã vi phạm hợp đồng thì số tiền bồi thường thiệt hại cũng quá lớn đối với anh ta. Ông Long, xin đợi một chút, cửa hàng này chẳng phải đã nói rõ là tôi đặt trước rồi sao? Hợp đồng cũng đã ký rồi, ông xem, tôi cũng là một thành viên của tập đoàn, tôi. Long Ích Huy quay đầu, lạnh lùng nhìn Từ Phong rồi nói. Chẳng phải tôi đã nói sẽ đền bù 20,000 thiệt hại cho cậu rồi sao, nếu không đồng ý thì cậu có thể kiện tôi ra tòa.
Từ Phong hoàn toàn sững sờ, anh ta nào dám kiện Long Ích Huy, đừng nói đến việc thắng kiện, lỡ may đắc tội đến anh Đông thì sau này cũng không thể nào lăn lộn ở Đông Hải được nữa. Long Ích Huy càng nhìn thấy tên mập này càng nổi cáu, nếu như không phải do anh ta không có mắt nhìn đụng phải cậu Tần thì cũng đâu đến nỗi nào. Từ Phong, gan cậu cũng lớn thật đấy, đến cả ân nhân của anh Đông cậu cũng dám động vào, chắc là cậu không muốn sống nữa rồi hả? Chuyện của Bicun KTV cậu không cần phải lo nữa, tạm thời về nhà nghỉ ngơi đi, sau đó tôi sẽ thông báo cụ thể cậu cần phải làm gì tiếp. Vẻ mặt Từ Phong biến sắc, ông Long, đừng mà, tôi xin ông Long, tôi biết sai rồi, là tôi có mắt như mù, không biết đây là ân nhân của anh Đông, xin ông cho tôi một cơ hội nữa. Từ Phong quỳ xuống đất, kéo ống quần Long Ích Huy, vẻ mặt như con chó bắc. Long Ích Huy hừ lạnh một tiếng, đạp một phát vào mặt Từ Phong. Cút, đừng ở đây làm tôi ghê tởm cậu nữa. Từ Phong bị đánh, Trần Kiều Kiều lập tức đứng lên. Làm gì thế, ông bị điên à? Rõ ràng anh ta trộm đồ của ông, chồng tôi có lòng tốt giúp đỡ ông, vậy mà ông lại đánh chồng tôi. Ông bị ngu sao? Trần Kiều Kiều mắng vài câu, sắc mặt Từ Phong lập tức xám lại, cô ta dám mắng ông Long. Cô bị điên à, cô im miệng cho tôi. Bốp một tiếng, Từ Phong tát cho Trần Kiều Kiều một cái bạt tai. Trần Kiều Kiều hoang mang. Anh đánh tôi giúp anh mà anh còn đánh tôi. Từ Phong lớn tiếng mắng chửi. Con khốn, nếu không phải cô cứ đòi so bì với bạn học thì sao tôi có thể đắc tội với cậu Tần. Cô cút đi, càng xa càng tốt. Diệp Văn Nhi liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm mà đi xem nhà cùng với Tần Lâm. Có sự giúp đỡ của Long Ích Huy, thủ tục được làm rất nhanh chóng. Mặc dù giá tiền không rẻ nhưng vì thể diện của Long Ích Huy nên còn tặng một bộ các thiết bị xa hoa. Căn phòng được tiến hành sửa chữa theo thiết kế đông y quán cao cấp nhất trên toàn quốc, chưa tới 20 ngày là có thể hoàn thành rồi. Mua nhà xong, Diệp Văn Nhi xúc động nói. Anh Tiểu Lâm, anh còn nhớ lúc trước anh, em còn có cả em họ của anh Nguyệt Giao, ba chúng ta thường chơi trò bác sĩ y tá, không ngờ bây giờ anh thật sự trở thành thần y rồi, còn sắp mở y quán nữa, đúng là lợi hại. Nhắc tới em họ Nguyệt Giao, trong đầu Tần Lâm lại gợi lại chút hồi ức. Đúng đấy, năm đó may mà gia đình dì hai rời khỏi Đông Hải, nếu không cùng sẽ bị liên lụy. Mẹ Tần Lâm với người nhà mẹ đẻ của bà không có quan hệ tốt cho lắm, mặc dù có rất nhiều anh em, nhưng lúc gặp hoạn nạn người có thể giúp đỡ lại rất ít. Duy chỉ có gia đình dì hai, có thể coi là người thân thật sự của Tần Lâm. Mặc dù Tần Lâm lưu lạc nơi đất khách quê người nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng dì hai còn gửi chút tiền cho anh qua thẻ ngân hàng. Dù chưa chắc chắn anh còn sống hay không nhưng dì hai vẫn gửi tiền cho anh. Ân tình này, Tần Lâm chắc chắn sẽ ghi nhớ, chỉ có điều dì hai không ở Đông Hải, anh định sắp xếp ổn thỏa hết chuyện bên này rồi sẽ đến nhà dì hai. Nghe vậy, Diệp Văn Nhi im lặng một lúc, nhớ lại chuyện cũ rồi nói. Em nghe nói Nguyệt Giao đang sống ở Đông Hải, nhưng chúng em không có phương thức liên lạc cho nên không biết cụ thể như thế nào. Tần Lâm ngẩn người, em chắc chứ? Nhà dì hai bị đuổi khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi, không phải đã rời khỏi Đông Hải rồi sao? Diệp Văn Nhi lắc đầu, cụ thể thì em không biết, em chỉ nhìn thấy có người đăng lên trang cá nhân. Lâm Nguyệt Giao hình như đang làm ở một bệnh viện nào đó ở Đông Hải, cho nên gia đình họ mới trở về đây định cư. Diệp Văn Nhi và Lâm Nguyệt Giao mặc dù có quen lúc nhỏ, nhưng đấy là vì Tần Lâm mới chơi cùng, sau khi Tần Lâm xảy ra chuyện. Hai người cũng không liên lạc với nhau nữa. Tần Lâm nghe vậy, chau mày, chẳng lẽ dì hai thật sự ở Đông Hải? Vì chuyện nắm đó, dì hai dù có trở về Đông Hải cũng chắc chắn sẽ im hơi lặng tiếng, không dám hoành hoang, chắn hẳn cuộc sống cũng sẽ không tốt lắm. Tần Lâm biết tin liền lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Kiến Dân. Sư huynh, có chuyện gì sao? Giúp tôi tìm hiểu xem, nhị tiểu thư Đường Mẫn trước kia của nhà họ Đường hiện tại có ở Đông Hải hay không? Vâng, tôi sẽ liên lạc lại ngay. Những việc như này cứ nhờ Tôn Kiến Dân là tốt nhất, chưa đầy 5 phút ông ta đã gọi điện lại. Đã tìm ra được địa chỉ nhà mà Đường Mẫn đang thuê. Tần Lâm có hơi kích động, không ngờ dì hai thật sự vẫn còn đang ở Đông Hải. Lúc nhỏ, cả hai bên gia đình của Đường Mẫn và Tần Lâm đều có mối quan hệ rất tốt, hai chị em sống dựa vào nhau và thường xuyên giữ liên lạc. Dù đã 10 năm không gặp nhau, nhưng loại tình thân này vẫn không thể nào cắt đứt được. Theo địa chỉ mà Tôn Kiến Dân đưa, Tần Lâm đi đến một khu dân cư và đã tìm ra được nhà của Đường Mẫn.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Sau vài giây, cánh cửa được mở ra và một người phụ nữ quen thuộc đứng trước mặt anh. Mặc dù đã 10 năm không gặp, dì hai cũng đã già đi rất nhiều, nhưng anh vẫn có thể nhận diện rõ ràng được. Chỉ là Đường Mẫn lại không thể nhận ra Tần Lâm. Cậu là, dì hai, cháu là Tiểu Lâm đây. Beng, cái xẻng xào rau mà Đường Mẫn cầm trong tay đột nhiên rơi xuống sàn, miệng bà há hốc, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Tiểu Lâm, cháu là Tiểu Lâm ư, cháu vẫn còn sống, ông trời quả thật có mắt mà. Đường Mẫn xúc động òa khóc, nhanh chóng nắm lấy tay Tần Lâm kéo vào trong nhà. Nhìn thấy vẻ kích động của dì hai, trong lòng Tần Lâm cảm thấy ấm áp, cuối cùng thì một giọt máu đào cũng hơn một ao nước lã. Tiểu mấy năm qua cháu sống có tốt không? Tần Lâm nói, dì hai yên tâm, 10 năm qua cháu đã học y từ một vị thầy, cuộc sống của cháu vẫn ổn, cháu đã nhận được số tiền mà dì gửi rồi. Đường Mẫn lau nước mắt, tốt tốt, có chút năng lực mới có được chỗ đứng trong xã hội, lần này cháu về, cứ ở nhà dì hai đi, em họ Lâm Nguyệt Giao của cháu hiện đang làm việc ở Bệnh viện Nhân dân, vài ngày nữa dì sẽ nhờ nó tìm mối quan hệ, xem có thể cho cháu tìm việc ở bệnh viện hay không. Tần Lâm có chút khó nói, với tài y thuật đẳng cấp của anh thì một cái bệnh viện bé nhỏ sao có thể chứa nổi anh đây. Thật ngu ngốc khi bị những người được gọi là chuyên gia đó xem là đồ đệ. Chỉ là dì hai nhiệt tình như vậy, nên Tần Lâm cũng chỉ cười trừ mà thôi. Cháu ngồi đi, dì hai nấu cơm cho cháu ăn. Nói được vài câu thì Đường Mẫn lấy từ tủ lạnh ra cả đống nguyên vật liệu, sau đó bắt đầu cọc cạch bận rộn trong bếp. Tần Lâm ngồi trong phòng khách, nhìn một lượt đồ trang trí trong nhà. Mặc dù không phải loại kém chất lượng, nhưng tất cả dường như đều đã mang màu sắc cũ kỹ. Với thân phận nhị tiểu thư Đường Mẫn của nhà họ Đường, mức sống của bà đáng ra không phải như thế này. Đều tại sự việc xảy ra năm đó nên Đường Mẫn mới bị liên lụy. Trên tường treo bức ảnh một nhà ba người của dì hai, dưỡng vẫn giống như xưa, một người thật thà và chững chạc. Còn cô gái mảnh mai trong bức ảnh chính là con của dì hai, Lâm Nguyệt Giao. Nói mới nhớ, lúc nhỏ cả hai hay chơi với nhau, nhưng họ đã không gặp nhau 10 năm, không biết đối phương đã thay đổi như thế nào rồi. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Lâm Nguyệt Giao đang đeo túi, mang giày cao gót bước vào. Nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi trên sofa, cô nhíu mày. Anh là ai? Đường Mẫn vội vàng tiến đến nói. Nguyệt Giao à, đây là anh Tiểu Lâm con của bác con đó. Lâm Nguyệt Giao ngây ra một chốc, sau đó cau mày hỏi. Tại sao anh còn dám quay về? Tần Lâm cũng hơi chau mày, lời nói của Lâm Nguyệt Giao nói thực sự không khiêm nhường một chút nào, rõ ràng cô ấy nhỏ tuổi hơn, nhưng lại có giọng điệu thượng đẳng chất vấn Tần Lâm. Thấy cách ăn mặc của Tần Lâm, Lâm Nguyệt Giao có chút thất vọng, lắc đầu. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng nhà họ Tần đã không còn thế lực, e là cuộc sống sau này của anh còn không bằng cả người bình thường. Nếu đổi lại là Lâm Nguyệt Giao, cô ấy thà tìm một nơi không ai quen biết sống qua ngày một mình còn hơn. Bây giờ anh lại về Đông Hải, chắc chắn là muốn nương tựa vào nhà cô ấy, cuộc sống của gia đình cô ấy cũng chẳng phải khá giả gì, Tần Lâm tới chỉ thêm gánh nặng nên Lâm Nguyệt Giao mới có chút không vua. Mẹ, con đói rồi, nấu cơm xong chưa? Đường Mẫn vừa bê thức ăn lên vừa trách móc cô ấy. Con bé này chẳng lễ phép gì cả, sao gặp anh Tiểu Lâm lại không gọi? Lâm Nguyệt Giao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bực mình, cầm bát đũa lên, cũng chẳng mời Tần Lâm, tự ăn một mình. Đường Mẫn vội vàng gọi Tần Lâm, Tiểu Lâm, qua đây, thử xem tay nghề nấu ăn của dì hai có tiến bộ không. Thấy dì hai nhiệt tình, Tần Lâm cũng không từ chối. Vâng, ba người ngồi vào bàn ăn, bây giờ trong mắt của Lâm Nguyệt Giao chỉ có bàn thức ăn trước mặt, cũng chẳng có ý định muốn nói chuyện với Tần Lâm. Ăn được vài miếng, Đường Mẫn hỏi. Nguyệt Giao, bệnh viện con làm dạo này như thế nào rồi? Lâm Nguyệt Giao vừa ăn vừa nói. Mẹ đừng nhắc tới nữa, dạo này bệnh viện bận lắm. Mẹ biết lão gia nhà họ Trúc không? Là Trúc Tam Đao đó, mấy hôm trước bị bệnh suy tim cấp tính, đưa tới bệnh viện của con, kết quả là suýt nữa thì không cứu được. Đường Mẫn ngạc nhiên, Trúc Tam Đao là nhân vật lớn đó, nếu như chết trong bệnh viện của con thì trách nhiệm của bệnh viện sẽ rất lớn. Lâm Nguyệt Giao nói, đúng đấy. Nhưng may mà có một vị thần y đến bệnh viện của con, nghe nói trong phòng giải phẫu bàn tay vàng đó đã dùng châm âm dương ngũ hành, kinh động bốn phương, tốc độ gió bão để cứu lão gia nhà họ Trúc từ quỷ môn quan trở về. Đường Mẫn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá, không biết là thần y nào,
con đã được gặp chưa? Xin chỉ bảo chưa? Lâm Nguyệt Giao thở dài, con làm gì có tư cách gặp, nghe nói chủ nhiệm Lưu của bọn con còn bị vị thần y đó giáo huấn một trận, nói chủ nhiệm Lưu là lang băm. Con nghe y tá nói, vị thần y đó rất trẻ, vẻ ngoài tuấn tú, đúng là vừa trẻ vừa có bản lĩnh lại còn đẹp trai. Khụ khụ, vốn Tần Lâm muốn lên tiếng, nhưng nghe có gì đó sai sai, cái này không phải nói anh sao. Được người khác khen trước mặt như vậy, khiến anh chưa quen, hắng giọng một chút, để giảm bớt sự ngại ngùng. Thấy Tần Lâm như vậy, Lâm Nguyệt Giao cảm thấy chán ghét. Khoảng cách giữa người với người còn xa hơn cả khoảng cách giữa người với lợn. Cũng còn trẻ tuổi, vậy mà có người có thể trở thành thần y, được người khác kính trọng. Còn có người thì chỉ có thể dựa dẫm vào họ hàng, chẳng có tương lai gì cả. Đường Mẫn nhân cơ hội hỏi dò, Nguyệt Giao à, Tiểu Lâm mấy năm ở bên ngoài cũng học chút y thuật, con xem có cách nào giúp Tiểu Lâm vào bệnh viện của con. Lâm Nguyệt Giao chau mày, mẹ, mẹ nói gì thế, mẹ tưởng bệnh viện của con muốn vào là vào được chắc. Mẹ quên ban đầu con vào bệnh viện phải tốn biết bao nhiêu tiền của sức lực không? Anh ấy ở ngoài học linh tinh, sao có thể vào bệnh viện được chứ? Đường Mẫn đạp vào chân Lâm Nguyệt Giao một cái dưới bàn, lườm cô ấy. Có phải vào bệnh viện làm bác sĩ đâu? Tiểu Lâm vừa mới về, tìm một việc làm ổn định, dù gì cũng hiểu một chút về đông y, đến phòng thuốc hoặc hậu cần cũng không được sao. Lâm Nguyệt Giao mím môi, mặc dù không tình nguyện nhưng mẹ cũng đã mở lời, cô ấy cũng không thể quá cương quyết. Quay đầu lại hỏi, mấy năm qua anh đã học những cái gì? Có bằng cấp 3 không? Tần Lâm lắc đầu, không có. Gì hai không cần phải hao tổn tâm trí đâu, vấn đề công việc chắc tự quyết định được. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao trầm xuống, lập tức không vui. Mẹ thấy chưa, là anh ấy không chịu, con không giúp được. Vốn cũng chẳng có bằng cấp gì, còn không chịu cố gắng, muốn có chỗ đứng ở Đông Hải, anh nằm mơ đi. Đường Mẫn nhíu mày, đá chân Lâm Nguyệt Giao một cái. Con không thể ăn nói đàng hoàng được à, anh Tiểu Lâm mới trở về, còn chưa thích ứng với cuộc sống thành thị, con từ từ dạy anh ấy không phải là được sao. Lâm Nguyệt Giao hừ một tiếng, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời của Đường Mẫn. Được rồi, con sẽ tìm cơ hội nói với lãnh đạo. Lúc ba người đang ăn cơm, đột nhiên chú hai của Tần Lâm trở về. Lão Lâm, sao ông về sớm vậy? Mau xem ai đến này, đây là Tiểu Lâm của nhà họ Tần. Lâm Vũ sững sờ, lộ vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Lâm về rồi, tốt quá, trưởng thành thành tài, nhà họ Tần có người nối dõi rồi. Tần Lâm đứng dậy, gọi một tiếng chú hai. Chú hai và dì hai vẫn lương thiện, nhân hậu như trong ấn tượng năm đó của anh, mặc dù nhà họ Tần sa sút, nhưng bọn họ cũng không dậu đổ bìm leo. Đường Mẫn nhíu mày, đá chân Lâm Nguyệt Giao một cái. Con không thể ăn nói đàng hoàng được à? Anh Tiểu Lâm mới trở về, còn chưa thích ứng với cuộc sống thành thị, con từ từ dạy anh ấy không phải là được sao? Lâm Nguyệt Giao hừ một tiếng. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời của Đường Mẫn. Được rồi, con sẽ tìm cơ hội nói với lãnh đạo. Lúc ba người đang ăn cơm, đột nhiên chú hai của Tần Lâm trở về. Lão Lâm, sao ông về sớm vậy? Mau xem ai đến này, đây là Tiểu Lâm của nhà họ Tần. Lâm Vũ sững sờ, lộ vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Lâm về rồi, tốt quá, trưởng thành thành tài, nhà họ Tần có người nối dõi rồi. Tần Lâm đứng dậy. Gọi một tiếng chú hai và dì hai vẫn lương thiện, nhân hậu như trong ấn tượng năm đó của anh, mặc dù nhà họ Tần sa sút, nhưng bọn họ cũng không dậu đổ bìm leo. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao, hơi khác so với tưởng tượng của anh, mặc dù không có ý gì xấu, nhưng luôn ra về kênh kiệu, thích dạy đời người khác, tự cho mình là đúng. Có điều trước mặt dì và chú, Tần Lâm đương nhiên sẽ không tính toán với con bé. Lâm Vũ rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Mọi người có biết không, cách đây một khoảng thời gian có người làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật của Đường Thiên Hào, đổ máu chó lên đầu ông ta. Đường Mẫn kinh ngạc, ai mà to gan thế, dám ra tay với Đường Thiên Hào. Đường Thiên Hào là anh trai của Đường Mẫn, nhưng lúc bà ấy nói lại không gọi là anh, có thể nhận ra tình cảm ruột thịt giữa hai người đã bị rạn nứt. Lâm Vũ lắc đầu, tôi cũng không biết là ai làm. Đường Thiên Hào làm việc ác, sớm muộn gì cũng có người xử lý ông ta dù sao nhà dì hai cũng chỉ là người bình thường. Họ cũng không nghe ngóng được nhiều tin tức về những gia tộc lớn đó. Đổ máu chó lên đầu là chuyện nửa tháng trước rồi,
giờ họ mới biết. Tần Lâm thầm than thở, mặc dù gì hai không nói, nhưng trên thực tế cũng rất bất bình cho nhà họ Tần. Nhưng đáng tiếc, người tốt như thế lại không được báo đáp. Lâm Vũ thở dài, lộ vẻ buồn rầu. Lão Lâm, hôm nay sao ông về sớm thế? Tôi bị cho thôi việc rồi. Hả, sao lại thế? Vốn dĩ đang làm việc yên ổn ở tập đoàn Mạnh Thị, ai dè trước đó có một hạng mục cần phải hợp tác với nhà họ Đường, giám đốc biết được ân oán giữa tôi và nhà họ Đường. Vì lợi ích của công ty nên đã quyết định hy sinh tôi, bảo tôi tạm thời ngừng làm việc một thời gian, đợi sau khi quyết định xong hạng mục sẽ khôi phục lại chức vụ cho tôi. Đường Mẫn tức giận ném đũa. Thật quá đáng, các ông làm kiến trúc, một hạng mục phải mất vài năm, lẽ nào bảo ông thôi việc mấy năm sao? Lâm Vũ chau mày, trông rất buồn bực. Được rồi không nói nữa, mấy ngày nữa tôi nghĩ cách xem sao. Tần Lâm ngồi bên cạnh chẳng nói gì cả, nhưng nghe đến tập đoàn Mạnh Thị, anh liền hỏi. Chú hai, tập đoàn Mạnh Thị mà chủ nói có tổng giám đốc là Mạnh Văn Cương đúng không ạ? Lâm Vũ sững sờ, sao cháu biết tên tổng giám đốc của bọn chú? Lâm Vũ nghĩ một lát rồi nói, chắc cháu nhìn thấy trên TV đúng không? Đúng vậy, chính là tập đoàn Mạnh Thị đó. Tần Lâm gật đầu, ở Đông Hải này chắc chỉ có một tập đoàn Mạnh Thị. Nếu chú gì đã gặp khó khăn, Tần Lâm đương nhiên sẽ giúp đỡ. Chú hai yên tâm đi, chuyện này để cháu giải quyết. Tần Lâm nói xong, ba người đều sững sờ. Lâm Nguyệt Giao cau mày, anh nói phét gì vậy chứ, anh giải quyết sao? Công ty của bố tôi là một trong 10 công ty lớn nhất cả nước, anh có cách gì để giải quyết chứ? Công việc của bản thân còn chẳng lo nổi, đừng có ngồi đây chém gió. Lâm Nguyệt Giao đang bực dọc, nghe thấy Tần Lâm già mồm khoác lác thì lại càng thêm tức giận. Lâm Vũ nói, Nguyệt Giao, đừng có mất lịch sự như vậy. Tần Lâm có ý tốt thôi mà, nào, ăn cơm đi. Rõ ràng là mặc dù Lâm Vũ nói chuyện rất khách sáo nhưng cũng lại không hề tin tưởng lời của Tần Lâm. Một thanh niên vừa mới chạy nạn từ vùng khác đến đây như vậy sao có thể giúp ông giải quyết chuyện công việc được chứ? Sau khi ăn cơm xong, dì hai một mực muốn Tần Lâm ở lại. Tần Lâm không từ chối nổi, đành phải ở lại trong phòng khách. Tôi đến, khi cả nhà dì hai đã ngủ, Tần Lâm mới lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Văn Cương. Nhưng người nhận điện thoại lại là trợ lý của ông ấy. Alo, anh Tần ạ, chủ tịch Mạnh đang ở trong bệnh viện, anh tìm ông ấy có việc gì không ạ? Mạnh sư đệ vào viện sao? Có chuyện gì thế? Là thế này, bố của chủ tịch Mạnh bị ung thư, nên ông ấy đang ở đây chăm sóc. Nhưng vì là ung thư cho nên, e là mấy hôm nữa sẽ. Tần Lâm nói, thế thì để tôi giúp một tay cho. Dù sao Mạnh Văn Cương cũng là tam sư đệ của anh, bố ông ấy mắc bệnh thì anh giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên. Nghe Tần Lâm nói sẽ giúp đỡ, trợ lý Lưu hơi lúng túng. Anh Tần, bây giờ chuyên gia cả tỉnh đều đang ở bệnh viện nhân dân xem bệnh cho ông cụ Mạnh rồi, anh cũng không giúp được gì đâu ạ. Trợ lý Lưu chỉ biết chủ tịch Mạnh vô cùng tôn trọng anh Tần này nhưng không rõ lý do vì sao. Mà theo anh ta thì một người trẻ như vậy chắc sẽ không thể là thần y được đâu. Cùng lắm là có gia cảnh đặc thù. Bố của chủ tịch Mạnh Lâm bệnh nặng, gần như chuyên gia của toàn tỉnh đã đến rồi thì người này sẽ giúp ích được cái gì chú? Tần Lâm không quan tâm, nói anh cứ chuyển lời của tôi cho Mạnh Văn Cương là được, bảo ông ấy chuẩn bị đi, tôi sẽ đến ngay. Vâng, ung thư là loại bệnh phải chữa càng sớm càng tốt. Nếu thật sự đã đến nước không thể cứu vãn nổi thì Tần Lâm cũng không thể nào mà xoay chuyển tình thế được. Vừa cúp máy thì Mạnh Văn Cương cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Chủ tịch Mạnh, anh Tần vừa mới gọi điện thoại đến ạ. Sao cơ, cậu Tần có chuyện gì thế? À, không có gì ạ, tôi nói bố của ngài bị ung thư nên anh ấy bảo sẽ tới giúp đỡ, bảo ngài chuẩn bị. Mạnh Văn Cương vui mừng không thôi. Nếu như mấy chuyên gia này không làm ăn được gì thì ông ấy cũng định sẽ đi nhờ cậy Tần Lâm, nhưng giờ tiểu sư huynh đã chủ động muốn tới thì đúng là không còn gì tuyệt hơn. Mau, chuẩn bị phòng phẫu thuật luôn đi, bảo tất cả các nhân viên y tế tới hỗ trợ cho cậu Tần. Trợ lý Lưu nhíu mày, chủ tịch, anh Tần cũng biết chữa bệnh ạ. Mạnh Văn Cương nói, đương nhiên rồi. Sư phụ của tôi là hiên viên thần y có 102. Tiểu sư huynh học y với sư phụ 10 năm, thành tựu y thuật cũng vô cùng đáng nể. Cậu ấy mà ra tay thì bố của tôi sẽ được cứu đấy. Tại nhà họ Đường, Lâm Nguyệt Giao đang nửa đêm thì dậy mặc quần áo. Thu dọn đồ đạc đến ồn ào, khiến cho Đường Mẫn tỉnh giấc. Nguyệt Giao,
muộn thế này rồi con còn định đi đâu? Lâm Nguyệt Giao vừa mặc đồ vừa nói, bệnh viện đang có cấp cứu, bảo chúng con tăng ca, nên con phải tới. Đường Mẫn nghe vậy thì đáp, vậy con dẫn anh Tần Lâm đi cùng đi, vào làm quen với mọi người. Lâm Nguyệt Giao chau mày, con đi làm phẫu thuật, anh ta đi theo làm gì chứ? Đường Mẫn nói, con phẫu thuật cứ phẫu thuật, để Tần Lâm ở bên ngoài xem là được. Vả lại, nửa đêm nửa hôm thế này mà con ra ngoài một mình thì mẹ cũng không yên tâm. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày khó chịu. Vâng, thấy Tần Lâm đã mặc xong quần áo, Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hừ một tiếng. Anh nhanh đấy nhỉ, thái độ của anh ta lúc trước cứ cả lơ phất phơ, không có chí tiến thủ, nhưng bây giờ vừa nghe nói muốn đi bệnh viện thì lại trở nên rất tích cực. Thấy Lâm Nguyệt Giao cũng đã thay đồ, Tần Lâm hơi bực bội. Em định đi đâu? Lâm Nguyệt Giao nói, có phẫu thuật gấp, đến bệnh viện nhân dân. Tần Lâm gật đầu, ừ, vậy đi chung đi. Nói rồi, anh mở cửa đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao chau mày, mẹ nhìn thái độ của anh ta kìa. Rõ ràng là con đưa anh ta đến gặp mặt người khác mà nói như kiểu là anh ta đưa con đi vậy. Có cần lố vậy không? Thế thì đến lúc nhận chức sẽ đắc tội cấp trên mất thôi. Đường Mẫn trợn mắt thôi, con đi nhanh đi. Lâm Nguyệt Giao thật sự không ưa nổi Tần Lâm một điểm nào. Nếu không phải họ hàng thì cô ấy đã chẳng buồn quan tâm đến anh. Đi xuống tầng, hai người lên xe của Lâm Nguyệt Giao. Sau khi khởi động xe, Lâm Nguyệt Giao nói. Lần này đến bệnh viện chắc em sẽ rất bận, vì thần y muốn đến chỗ chúng em làm phẫu thuật. Anh cứ ngồi im đừng đi lung tung, khi nào phẫu thuật xong em sẽ giúp anh hỏi chuyện công việc. Lâm hỏi, em có biết là thần y nào không? Lâm Nguyệt Giao nói, em biết chứ, chính là người đã cứu được Trúc Tam Đạo lần trước ấy. Ngoài người đó ra thì cái Đông Hải này có ai có thể cứu được bố của Chủ tịch Mạnh chứ? Bố của Chủ tịch Mạnh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không thuốc nào cứu nổi. Ông cụ tuổi tác đã cao nên bác sĩ không dám phẫu thuật. Một khi động đến thì tỷ lệ tử vong trên bàn mổ sẽ cực kỳ lớn. Mạnh Văn Cương có thế lực lớn mạnh tại Đông Hải, nên không ai dám đắc tội, vì vậy đều muốn chối bỏ trách nhiệm. Tình trạng này tương đương với tình trạng của ông cụ Trúc Tam Đạo lúc ở trong phòng phẫu thuật. Người dám dấn thân vào nguy hiểm lúc này thì chỉ có vị thần y trước kia thôi. Lâm Nguyệt Giao thở dài. Đáng tiếc, cấp bậc của em quá thấp. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy phong thái chữa bệnh của thần y thì hay quá. Tần Lâm không ngờ Lâm Nguyệt Giao này lại có hứng thú với y thuật như thế. Em muốn nhìn thấy vị thần y kia lắm à? Nói không chừng đến khi nhìn thấy em lại chẳng cảm nhận được sự siêu phàm nào đâu. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng lườm Tần Lâm, rồi lại hừ một cái, không thèm đáp lời anh nữa. Người như Tần Lâm thì biết cái gì chứ? Một kẻ không học vấn không việc làm như vậy thì sao có thể tưởng tượng nổi thành tựu của người khác chứ? Cùng một độ tuổi, một người thì như sao sáng trên bầu trời, một người thì như ếch ngồi đánh giếng, đúng là một trời một vực. Không nói không rằng, hai người nhanh chóng đến bệnh viện. Anh ở ngoài sảnh chờ em, đừng đi linh tinh. Em vào thay đồ đã rồi sẽ đi ra, đừng có đi đâu đấy. Viên nói rồi, Lâm Nguyệt Giao liền chạy như bay vào phòng thay đồ. Tần Lâm đương nhiên là không đứng đó chờ nữa. Hôm nay anh là nhân vật chính mà, phải đến phòng phẫu thuật chứ. Đến cửa phòng phẫu thuật, anh nhìn thấy Mạnh Văn Cương. Tiểu sư huynh, đã chuẩn bị xong phòng phẫu thuật rồi, mấy vị bác sĩ này đều là hỗ trợ của sư huynh đó, làm phiền sư huynh rồi. Tần Lâm gật đầu, không phiền, chúng ta là đồng môn mà, có đáng gì đâu. Chứng bệnh khó chữa trong mắt người khác chỉ là một việc còn con với Tần Lâm. Anh nhìn quanh. Đều là người quen, anh đã gặp trong lúc chữa bệnh cho Trúc Tam Đảo. Nhất là Lưu Bất Phàm. Lưu Bất Phàm thấy Tần Lâm thì sắc mặt trở nên lúng túng. Ông ta nhớ đến cảnh tượng bị Tần Lâm và mặt lần trước, thấy hơi khó xử, nhưng vẫn tiến lên nói. Tần Đại Sư, lần trước là tôi có mắt như mù, vô cùng xin lỗi cậu. 5/5 23:34. Lưu Bất Phàm tuy là người hơi lớn lối nhưng vẫn rất tôn trọng y học. Tần Lâm thật sự đã làm được những việc mà các bác sĩ không thể làm nổi, ông ta không không phục. Tần Lâm cũng không phải người thù dai, không sao, chúng ta vào đi. Tiến vào phòng phẫu thuật, Tần Lâm nhìn ông cụ đang nằm trên giường bệnh, tuy cơ năng của thân thể đã bắt đầu giảm xuống nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhớ tới câu nói lúc trước của Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm quay sang hỏi Lưu Bất Phàm. Ngoài các ông ra thì vẫn còn vài nhân viên y tế trẻ tuổi nhỉ,
trong đó có một người tên Lâm Nguyệt Giao phải không? Lưu Bất Phàm hơi sửng sốt, đúng, cô ấy là bác sĩ ở đây, ý anh là. Gọi cô ấy đến hỗ trợ cho tôi đi. Được, nghe vậy, Lưu Bất Phàm hơi nhướng mày. Tần Lâm có ý muốn nâng đỡ Lâm Nguyệt Giao sao, chẳng lẽ là thích cô gái này? Lâm Nguyệt Giao vừa mới thay đồ xong, còn hơi lo lắng về Tần Lâm. Dù sao hôm nay có rất nhiều lãnh đạo của bệnh viện, lỡ như anh ta đâm sầm vào ai thì toang hết. Anh ta mất việc thì thôi, chỉ mong đừng có liên lụy đến cô ấy. Lâm Nguyệt Giao đi xuống đại sảnh nhìn, không thấy Tần Lâm đâu cả. Cô ấy nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, càng tìm càng phiền não. Sớm biết thế này thì thà không dẫn theo còn hơn. Sau một hồi, Lâm Nguyệt Giao không tìm thấy Tần Lâm đâu cả. Khi cô ấy đang định đi lên thì một y tá chạy tới. Chị Nguyệt Giao, sao chị lại ở đây? Chủ nhiệm Lưu tìm chị mãi. Lâm Nguyệt Giao giật thót, chủ nhiệm Lưu tìm chị làm gì? Thần y chỉ đích danh chị hỗ trợ kìa, chị mau đi y xem đi. Lâm Nguyệt Giao mừng rỡ, hỗ trợ thần y sao? Vậy là cô ấy có thể tận mắt thấy thần y chữa bệnh sao? Lâm Nguyệt Giao chạy như bay đến cửa phòng phẫu thuật. Nhưng tiếc là phòng phẫu thuật đã đóng cửa, đèn phẫu thuật đã sáng. Theo quy tắc, Lâm Nguyệt Giao không thể tiến vào được nữa. Cô ấy siết chặt nắm đấm, tức tối dậm chân. Tất cả là tại Tần Lâm. Không vì anh ta thì sao cô ấy lại lỡ mất cơ hội được hỗ trợ thần y chứ? Cái loại ăn hại, Lâm Nguyệt Giao không đến, Tần Lâm cũng không quan tâm. Sau khi bắt mạch cho ông cụ xong, anh chẩn đoán ông cụ đúng là mắc bệnh ung thư phổi. Phải phẫu thuật, Tần Lâm đang chuẩn bị phẫu thuật thì có một bác sĩ trung niên bước tới. Cậu là ai? Ai cho cậu vào phòng phẫu thuật? Lưu Bất Phàm quay đầu lại, giải thích. Chủ nhiệm Tiền, đây là thần y mà chủ tịch Mạnh mời tới ạ. Chủ nhiệm Tiền lạnh lùng hừ một tiếng, thần y mà ông ta mới tới. Nếu tự mời tới thì về nhà mà chữa, sao phải phẫu thuật ở bệnh viện này làm gì? Chủ nhiệm Tiền nhìn một lượt Tần Lâm rồi lạnh. Lùng nói, quát con miệng còn hôi sữa mà đã đòi phẫu thuật cơ à? Nếu bệnh nhân chết trên bàn mổ thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Lưu Bất Phàm vội vàng giải thích, chủ nhiệm Tiền, vị thần y này tuy tuổi còn trẻ nhưng y thuật vô cùng cao minh. Lúc trước cậu ấy là người đã chữa cho ông cụ Trúc đấy. Chủ nhiệm Tiền nói, tôi không quan tâm bệnh nhân khác, nhưng đây là bệnh nhân của tôi. Tôi không thể để những kẻ không phận sự tới đây nhúng tay vào được. Mấy người là chuyên gia mà sao kém cỏi thế, để cho một đứa con nít đến đây chữa bệnh. Lưu Bất Phàm bị kẹt ở giữa, khó xử vô cùng. Không còn cách nào, chủ nhiệm Tiền là một người rất giỏi trong khoa ung bướu, được gọi là Tiền nhất đao, tỷ lệ phẫu thuật thành công rất lớn, uy tín trong ngành vô cùng cao, nên ông ta không dám chống đối. Tần Lâm lạnh lùng nhìn chủ nhiệm Tiền, nói. Không muốn để tôi chữa thì ông làm đi. Chủ nhiệm Tiền hừ một tiếng, bệnh nhân đã lớn tuổi, nguy hiểm khi phẫu thuật là cực kỳ cao, 80% có thể chết trên bàn mổ, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Tần Lâm cười khẩy, không để tôi chữa, ông cũng không chữa, tức là muốn để cho bệnh nhân chờ chết sao? Chủ nhiệm Tiền nói, câu này tôi chưa nói nhé, nhưng tình trạng của bệnh nhân hết sức đặc biệt, nguy hiểm khi phẫu thuật quá lớn, cộng thêm thân phận của ông ấy cũng rất đặc biệt. Vì vậy việc phân chia trách nhiệm là vô cùng phiền phức khi có sự cố xảy ra, do đó nên thực hiện theo phương pháp chữa trị của tôi, đó là điều trị duy trì chủ yếu dùng hóa trị và thuốc. Tần Lâm lắc đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Người làm y là phải trị bệnh cứu người, nhưng trong đầu ông toàn nghĩ đến việc phân chia trách nhiệm, đức hạnh, như ông mà cũng xứng làm bác sĩ ư. Chủ nhiệm Tiền tức giận quát, thằng danh con, mày dám nói chuyện với tao như thế sao? Mày là người của đơn vị nào? Mày có tin là chỉ cần một câu nói của tao cũng có thể khiến mày mất việc không? Mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tao là đủ để khiến tương lai của mày tiêu tan hết? Chủ nhiệm Tiền hệt như một con chó điên đang gào lên trong phòng phẫu thuật. Tần Lâm đột nhiên lấy ra một cây kim bạc, búng một phát, kim bạc ngay lập tức đâm thẳng vào ấn đường của chủ nhiệm Tiền. Ông có tin là tôi sẽ giết ông bằng một cây kim bạc không? Ấn đường chính là một trong những điểm chí mạng của con người. Kim bạc của Tần Lâm, chỉ cần anh dùng lực một tí là có thể lập tức giết chết ông ta. Tuy chỉ đâm vào một chút, nhưng sức mạnh của Tần Lâm cũng đủ khiến người khác kinh ngạc, cơn đau dữ dội từ ấn đường khiến toàn thân chủ nhiệm Tiền run lên bần bật. Lần đầu tiên ông ta cảm nhận thấy sự sợ hãi của cái chết,
dường như thứ đâm vào ấn đường không phải là kim bạc mà là một con dao sắc. Tôi tin. Hai chân chủ nhiệm Tiền bắt đầu run lẩy bẩy, ông ta suýt chút nữa là quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Tin rồi thì mau cút đi. Loại bác sĩ ích kỷ này cho dù có y thuật và y đức thì cũng không xứng để được gọi là bác sĩ, vừa rồi Tần Lâm cũng không để cho ông ta còn chút mặt mũi nào. Chủ nhiệm Tiền bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mặt mày tái mét, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Lâm Nguyệt Giao đang đợi ở cửa, khi nhìn thấy chủ nhiệm Tiền đi ra, cô nhanh chóng tiến đến. Chủ nhiệm Tiền, sao chủ nhiệm lại ra rồi? Ấn đường của chủ nhiệm Tiền vẫn đang chảy máu, ông ta vẫn còn đang kinh hồn bạt vía, rồi bất giác trả lời. À, tôi bị đuổi ra rồi. Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt, chủ nhiệm Tiền bị đuổi ra ngoài ư. Vị thần y này cũng ngầu quá rồi đấy. Chủ nhiệm Tiền là bác sĩ chuyên khoa u nổi tiếng nhất tỉnh, vậy mà thần y lại không chút nể mặt đuổi ông ấy ra ngoài sao? Tại sao ấn đường của chủ nhiệm Tiền lại chảy máu thế? Lúc này chủ nhiệm Tiền mới hoàn hồn lại, lau vết máu trên trán rồi cau mày. Đừng hỏi nữa, còn không mau lấy bông tẩm cồn cho tôi. Vâng. Lâm Nguyệt Giao có hơi sốc, sau đó nhanh chóng làm theo, mũi cô bỗng ngửi thấy mùi nước tiểu khi đi ngang qua chỗ chủ nhiệm Tiền. Chủ nhiệm Tiền, sợ thần y đến mức này luôn sao? Sự ngưỡng mộ của Lâm Nguyệt Giao đối với vị thần y này càng tăng thêm một bậc. Tần Lâm lúc này đang cầm dao mổ ở trong phòng phẫu thuật. Lưu Bất Phàm và những người khác có chút kinh hoàng. Tần đại sư muốn phẫu thuật sao? Không phải bọn họ nghi ngờ Tần Lâm, dù sao thì những việc như phẫu thuật lại là sở trường của y học phương Tây, còn Tần Lâm là đông y, bọn họ tưởng rằng Tần Lâm có thể sẽ chữa trị bằng việc châm cứu hoặc rác hơi, nhưng không ngờ anh lại muốn phẫu thuật. Phẫu thuật đã được thực hiện từ thời cổ đại, vậy nên đông y càng có kiến thức sâu và rộng hơn. Chỉ là, giống như chủ nhiệm Tiền vừa nói, tuổi của bệnh nhân đã cao, rủi ro khi phẫu thuật là rất lớn, đúng chứ? Tần Lâm nói, phẫu thuật theo y học phương Tây đòi hỏi một vết mổ lớn, và rủi ro đương nhiên sẽ cao, còn phẫu thuật theo đông y thì miệng vết thương sẽ vô cùng nhỏ. Nói xong, Tần Lâm khử trùng dao theo phương pháp Tây y, sau đó tiến hành phẫu thuật. Con dao mỏng như lá liễu sắc nhọn rạch xuống chỉ tạo ra một vết thương nhỏ như ngón út. Miệng vết thương nhỏ như vậy, có thể cắt bỏ khối u được không? Nhìn trên phim chụp X-quang thì khối u của bệnh nhân có vẻ to bằng quả trứng gà, vậy làm thế nào để lấy nó ra với một vết cắt như vậy? Tần Lâm không giải thích, chỉ lấy túi đựng kim mang theo người ra, sau đó lấy ra cây kim dày và dài nhất bên trong, rồi đâm vào lưỡi dao. Kim này khác với kim bạc, nó dày và dài hơn, sau khi đâm vào vết thương, thì tay phải Tần Lâm cầm kim bạc. Tay trái bấm tay. Bù. Tiếng kim bạc ngân lên. Vòi hút. Lấy vòi hút đâm sâu vào vết thương, sau đó từ từ hút ra. Cặn đen dần bị hút ra ngoài. Mọi người ở đó đều kinh ngạc. Đây là khối u. Khối u đã bị Tần Lâm dùng kim bạc đâm vỡ. Trong việc phẫu thuật ung thư, cắt bỏ khối u là khó nhất. Khối u dính vào nhiều mô và mạch máu. Một khi tay run sẽ rất dễ gây chảy máu hoặc khiến khối u di căn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, một khi khối u bị vỡ thì việc di căn càng dễ dàng hơn nữa. Việc sợ nhất ở ung thư chính là di căn, nên hầu như không có ai dám phá vỡ khối u. Nhưng tay nghề của Tần Lâm thật sự rất vững, dùng kim bạc chọc thủng khối u, rồi dùng vòi hút ra ngoài, như vậy căn bản sẽ không làm tổn hại đến nội tạng của bệnh nhân. Huống chi là nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng trách Tần đại sư lại có đủ tự tin để dùng cách chữa trị này. Thần y, không hổ danh là thần y mà. Ngược lại, những phương án mạo hiểm của bọn họ đúng là thứ bỏ đi, so với Tần đại sư thì bọn họ chỉ giống như học sinh lớp 1 mà thôi. Sau khi hút hết khối u ra, Tần Lâm nói. Phần còn lại là khâu vết thương và khử trùng, các người có thể làm được. Vâng vâng. Tần Lâm vốn dĩ định để cho Lâm Nguyệt Giao làm công việc này, nhưng không biết tại sao Lâm Nguyệt Giao lại không tới, nên anh đành để cho người khác xử lý. Tần Lâm bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bên ngoài chỉ có Mạnh Văn Cương. Tiểu sư huynh, mọi chuyện sao rồi? Mặc dù rất có niềm tin vào Tần Lâm, nhưng ông ấy vẫn có chút căng thẳng. Tần Lâm xoa tay, nói. Lão gia không xảy ra chuyện gì đâu, khối u đã được cắt bỏ.
lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc để ông ấy điều dưỡng sức khỏe, nhớ chú ý thói quen sinh hoạt hàng ngày, đừng để mắc sai lầm nữa. Mạnh Văn Cương vui mừng khôn xiết, cảm ơn tiểu sư huynh. Sư huynh thật là tuyệt vời. Mặc dù biết rằng Tần Lâm tất nhiên sẽ có được chân truyền của sư phụ, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn hết sức kinh ngạc. Rõ ràng là mắc phải một căn bệnh tương đương với việc bị tuyên án tử hình, thế nhưng lại được tiểu sư huynh giải quyết một cách dễ dàng. Vậy mới là thần y chứ. Đừng khách sáo nữa, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nhờ. Tiểu sư huynh sao lại xem như người ngoài rồi, có chuyện gì sư huynh cứ dặn, chỉ cần tôi làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chuyện là vậy, chú hai của tôi tên Lâm Vũ đang làm việc trong tập đoàn Mạnh Thị, gần đây tôi nghe nói tập đoàn Mạnh Thị và nhà họ Đường có hợp tác, nên đã đình chỉ công việc của chú hai. Mạnh Văn Cương cau mày, có chuyện này ư, để tôi quay về xem sao, tiểu sư huynh cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ cho sư huynh một lời giải đáp. Nhà họ Đường đã bị Tần Lâm đánh đến mức thảm thương, tuy rằng Đường Long Dân vẫn chưa bị Tần Lâm xử lý, nhưng chắc ông ta cũng không tồn tại được bao lâu nữa, vậy mà trong công ty của bọn họ vẫn có người nịnh bợ nhà họ Đường sao? Thật là không muốn sống nữa. Tần Lâm bước ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao đứng ở cửa với vẻ mặt u ám. Tại sao em lại ở đây? Lâm Nguyệt Giao vô cùng tức giận, quát anh hỏi tôi. Tôi còn đang muốn hỏi anh đấy. Lâm Nguyệt Giao thật sự sắp bị chọc cho tức chết rồi, Tần Lâm này quả thật là, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, mà. Tôi ở đây đợi anh đấy. Tôi bảo anh đứng đây đợi, anh lại đi đâu vậy? Nếu không phải tại anh thì hôm nay tôi đã được gặp thần y rồi. Đều do anh cả, làm tôi mất một cơ hội tốt như vậy. Tần Lâm ngây ra, có chút bất lực. Còn tưởng Lâm Nguyệt Giao bị trì hoãn vì cái gì, hóa ra là để tìm anh sao? Không sao đâu, sau này em sẽ còn rất nhiều cơ hội. Nhưng nếu chỉ muốn nhìn thấy Tần Lâm chữa bệnh thì sẽ còn rất nhiều cơ hội. Lâm Nguyệt Giao hừ một tiếng, anh nói nhẹ nhàng thật đấy, thật không biết xấu hổ. Lâm Nguyệt Giao thật sự rất tức giận, suốt dọc đường không hề nói một lời nào với Tần Lâm, sau khi về đến nhà còn đập đổ các thứ, vô cùng bất mãn. Đường Mẫn gọi Lâm Nguyệt Giao vào phòng rồi hỏi nhỏ. Sao thế? Tại sao lại tức giận như vậy? Lâm Nguyệt Giao giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâm này thực sự không biết điều chút nào, còn có ý tốt đưa anh ta đến bệnh viện để mở mang kiến thức. Kết quả là anh ta lại không nghe lời rồi làm lỡ việc của con. Lần sau mẹ đừng bảo con quản anh ta nữa, thật tức chết mà. Lâm Nguyệt Giao trở về phòng, khóa trái cửa rồi chùm chăn kín mít. Bỏ lỡ cơ hội gặp thần y quả thật là điều đáng tiếc nhất trên đời. Lâm Nguyệt Giao lấy điện thoại di động ra, mở Zalo lên thì thấy hộp thư như muốn, nổ tung, các nhóm chat đều đang bàn tán về sự việc xảy ra hôm nay. Nguyệt Giao, cậu có quan hệ gì với thần y thế? Tại sao thần y lại biết tên cậu? Hơn nữa còn chỉ đích danh cậu làm trợ lý, quan hệ cũng thân thiết, đấy nhỉ? Những người có mặt trong phòng phẫu thuật hôm nay là ai? Ít nhất cũng là cấp chủ nhiệm, Lâm Nguyệt Giao, cậu nói xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhóm chat, tin nhắn riêng nhiều vô kể, có đến mấy cuộc gọi nhỡ gọi đến chỉ để nghe ngóng. Thần y đã hai lần liên tiếp cứu người trong phòng phẫu thuật, người ta đồn rằng điều đó là vô cùng kỳ diệu, nhưng tất cả đều được thảo luận bởi các chủ nhiệm chuyên môn, còn những gì mà y tá và bác sĩ thực tập bàn luận đều là chuyện phiếm. Lâm Nguyệt Giao có chút bối rối. Cô trả lời trong nhóm chat, tôi cũng không biết nữa. Cô thật sự không biết, cô chưa từng nhìn thấy thần y, vậy thì tại sao thần y lại biết mà chỉ đích danh cô? Có khi nào là do chủ nhiệm Lưu đề xuất? Nhưng thân tín của chủ nhiệm Lưu nhiều như vậy, cho dù có được tiến cử cũng không đến lượt cô đâu nhỉ? Tôi biết rồi, chắc là vị thần y đó đã, nhìn chúng, Lâm Nguyệt Giao cũng nên, anh hùng khó thoát ải mỹ nhân. Tôi cũng nghĩ vậy, nghe nói thần y còn rất trẻ phải không? Khoảng ngoài 20. Dung mạo tuấn tú. Khụ khụ. Ai ra, y tá trưởng đến rồi. Y tá trưởng đã được gặp thần y rồi, nói nghe xem nào. Vị thần y này quả thực rất trẻ và đẹp trai, nhưng tôi cũng không biết tên cậu ấy, các người không tưởng tượng nổi đâu, đến cả tổng giám đốc Mạnh của tập đoàn Mạnh thì cũng rất cung kính thần y, các chủ nhiệm đều gọi cậu ấy là Tần đại sư. Trời đất quỷ thần ơi, tổng giám đốc Mạnh cũng vô cùng cung kính sao?
không phải quá lợi hại rồi đấy chứ. Nguyệt Giao, sau này phát đạt rồi đừng quên chị em nhé. Nhìn thấy mọi người bàn luận sôi nổi, tim của Nguyệt Giao như muốn nhảy ra ngoài. Họ Tần sao? Lẽ nào giống như mọi người nói, Tần Đại Sư đã gặp mình rồi ư? Thích mình sao, còn chỉ đích danh để mình làm trợ lý? Ngoại trừ lý do này ra thì Lâm Nguyệt Giao thực sự không thể nào nghĩ ra được bất cứ việc gì khác. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hai má cô đỏ bừng, rồi nhanh chóng quên hết mọi chuyện không vui xảy ra hôm nay, sau đó ngủ thiếp đi, sáng hôm sau Đường Mẫn dậy từ sớm, nhìn thấy Lâm Vũ đang ăn bánh mì sữa, trong lòng vô cùng lo lắng, lão Lâm, ông dậy sớm như vậy làm gì, cũng đâu phải đi làm. Lâm Vũ nói, sáng sớm lãnh đạo đã gọi điện nói là muốn gặp tôi, nên tôi phải đi một chuyến, Đường Mẫn sững ra một lúc, tổng giám đốc Mạnh tìm ông. Không phải là muốn sa thải ông đó chứ? Lâm Vũ thở dài, trong lòng cũng hết sức lo lắng, nếu như sa thải thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cùng lắm thì tìm một công việc khác thôi chứ biết sao giờ. Lâm Vũ nhét vài miếng bánh mì rồi vội vàng rời đi, khi đến công ty, tất cả mọi người đều sợ hãi tránh né Lâm Vũ, cứ như thể gặp phải ôn thần. Chuyện của 10 năm trước, thật ra có rất nhiều người không biết, nhưng điều mà mọi người đều rõ mồn một đó là Lâm Vũ chính là người bị nhà họ Đường đuổi đi, nếu như tuyển ông ấy. Chỉ sợ rằng người nhà họ Đường sẽ không hài lòng, đắc tội với thế lực lớn như vậy, e rằng sẽ khó tiếp tục ở lại công ty, đoán chừng lần này phải đuổi người rồi. Lâm Vũ vẫn luôn tỏ ra e dè, nhưng không ngờ rằng mối quan hệ này lại bị phát hiện, ánh mắt soi mói chỉ trỏ sau lưng của mọi người khiến Lâm Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống hệt như bị kim đâm, đây quả thực là đang giày vò người khác mà, chi bằng hãy cho ông một cuộc sống bình yên thoải mái bằng cách sa thải là xong, đến văn phòng của Tổng Giám Đốc Mạnh. Lâm Vũ gõ cửa, vào đi, Tổng Giám Đốc Mạnh tìm tôi ạ. Nhìn thấy Lâm Vũ, Mạnh Văn Cương lập tức đứng dậy với nụ cười trên môi, lão Lâm à, mau ngồi đi, mấy ngày qua ở nhà nghỉ ngơi như thế nào rồi. Thái độ của Tổng Giám Đốc Mạnh khiến Lâm Vũ có hơi bối rối, lẽ nào sắp bị đuổi rồi sao? Vậy nên mới để lại ấn tượng tốt, Tổng Giám Đốc Mạnh, có chuyện gì sếp cứ nói thẳng đi, Mạnh Văn Cương cười nhẹ, nói, lão Lâm, đừng căng thẳng quá, cậu coi như cũng có thâm niên ở công ty rồi nhỉ. Lâm Vũ nghe xong cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, xem ra là sắp bị đuổi việc rồi đây, đúng vậy, tôi đã làm việc ở tập đoàn Mạnh Thị 5 năm rồi, Mạnh Văn Cương cũng hơi xúc động, 5 năm rồi, quả thực không hề ngắn, như thế này đi. Cậu đừng làm ở vị trí hiện tại của mình nữa, từ ngày mai, cậu sẽ là Tổng Giám Đốc Bộ Phận Chất Lượng, vừa dứt lời. Lâm Vũ ngớ ra một lúc, ông cũng định nói luôn chuyện từ chức, nhưng chưa kịp nói thì Tổng Giám Đốc đã nói ra điều gì đó. Tổng Giám Đốc Mạnh, tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý của sếp, sếp không đuổi tôi nữa sao? Mạnh Văn Cương chỉ cười, cậu đùa gì đấy, tôi nói sẽ đuổi việc cậu khi nào chứ? Sau khi tìm hiểu thì cậu vừa có năng lực. Làm việc cũng cẩn thận, nên tôi để cho cậu quản lý bộ phận chất lượng là vô cùng yên tâm, Tổng Giám Đốc Bộ Phận Chất Lượng là một công việc béo bở đấy. Trong công ty, ngoài những thành viên của hội đồng quản trị ra thì bộ phận chất lượng là có quyền lực nhất, không biết Tổng Giám Đốc Mạnh có uống nhầm thuốc không đây? Tổng Giám Đốc Mạnh, nhưng, Tổng Giám Đốc Bộ Phận Chất Lượng không phải là Tổng Giám Đốc Triệu sao? Tổng Giám Đốc Triệu chính là người yêu cầu đình chỉ công việc của Lâm Vũ sau khi ông ta điều tra ra được mối quan hệ giữa Lâm Vũ và nhà họ Đường. Lúc đó Tổng Giám Đốc Triệu đã suy nghĩ vô cùng đơn giản. Lâm Vũ chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không việc gì phải đánh đổi cơ hội hợp tác với nhà họ Đường với một nhân viên như. Vậy, nên ông ta đã lựa chọn hy sinh Lâm Vũ, nhắc đến Tổng Giám Đốc Triệu, sắc mặt Mạnh Văn Cương sầm xuống, sau đó nói với thư ký, kêu Triệu Tử Văn qua đây cho tôi. Không lâu sau, Tổng Giám Đốc Triệu đã có mặt ở văn phòng, nhìn thấy Lâm Vũ cũng đang ở đây, ông ta đột nhiên cau mày, tại sao còn ở đây? Ai cho cậu đến đây, chẳng phải tôi đã đình chỉ công việc của cậu rồi sao? Mạnh Văn Cương đập bàn, rầm, tôi bảo cậu ấy đến đấy. Triệu Tử Văn, lát nữa tan ca, hãy đi đến phòng kế toán bảo họ giải quyết lương cho cậu đi, cậu đã bị sa thải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.